tại một ngôi làng ở phương Nam, nơi mà có những người đi chợ sớm, người gánh nách mang trên lấn những thứ món đồ rẻ, đồ tươi, cũng có những đứa trẻ con ốm đến cho giường. Chúng nó với những chiếc áo may chỗ này vá chỗ kia, cái ăn còn không có, nói chi đến cái mặc. Chúng nó kéo nhau xuống gốc cây lớn, ngồi chơi những trò dân gian. Từ phía xa xa, một thân người mập mạp, mặt hếch lên trời. Đi từ phía sau là hai thằng Gia Nô một thằng cầm dù thằng còn lại cầm theo cái dĩa trái cây hắn đi đến chỗ nào mọi người dù chật trội đến đâu cũng phải nếp sang một bên nhường đường cho hắn ta đi không phải người ta sợ hắn mà người ta nghĩ cái uy của cha hắn cũng chính là cái lão bá hộ kiến nổi tiếng nhất cái làng này không phải nổi tiếng về cái gì mà nổi tiếng về tiền bạc về sự tàn nhẫn của lão ta tàn ác và tàn nhẫn trong căn làng này không ai có thể qua được lão. đôi lần lão đang đi dạo trên đường làng, đang đi thì một thằng thanh niên hớt ha hất hải chạy tới, nó không để ý, vô tình đụng trúng lão ta. sau đó nó nhận ra mình đã đâm phải chính là lão bá hộ, thì cũng đã quá muộn rồi, vội vàng quỳ xuống mà dập đầu như tế sao cầu xin. nhưng lão bá kiến đã bỏ ngoài tai tất cả, lão dùng cây gậy chọc chọc vào con mắt của thằng thanh niên. Còn ra lệnh cho bọn gia đánh gãy cái hàm răng của thằng đó Xong rồi lão ngây ngang bước đi Bỏ lại thằng thanh niên nằm trên vũng máu Với những chiếc răng vương vãi đầy trên mặt đất Kể từ đó ai gặp lão cũng phải tránh ra vài mét Sợ mà nhỡ đụng trúng một cái thôi Có khi mình còn hơn cái thằng thanh niên xấu xố kia Bây giờ đây vừa không ăn được gì Đã không có gì ăn thì chớ Lại còn không ăn được Mắt thì mù một con Nghèo càng thêm nghèo Đói càng thêm đói Chỉ có thể nằm đó chờ chết Phơi cái bộ xương khô ra giữa trời nắng Thằng vu con trai lớn của lão ta Là con của bà cả Đi ngoài đường Cũng khiến cho người ta phải nép răng Nhường đường cho nó Nó không tàn nhẫn như cha mình Chỉ tại cái uy của lão bá hộ kiến quá lớn Cho nên mọi người Mới phải tránh mặt voi Chẳng xấu mặt nào Thằng vu bước đi ngay ngang như cha của nó vậy Đang đi thì đột nhiên đôi mắt của nó lóe lên một cái nhìn thấy một cô gái với mái tóc thả dài với bộ đồ thướt tha cô gái từ từ xoay mặt lại đôi mắt to tròn hàng lông mi cong vút đặc biệt chính giữa hai hàng chân mày có một đốm đỏ hồng nhạt thằng vu nhìn không khỏi say mê cô gái vừa thấy thằng vu như thế là kẻ giết người bưng vội cái sổ rau ba chân bốn cẳng chạy đi hắn cũng lôi cái thân ảo ạch chạy theo cô gái nhưng với cái thân mình cả trong ký làm sao có thể đuổi kịp một cô gái thôn quê với thân hình mảnh mai cơ chứ? Nhưng chạy được một đoạn ra khỏi khu chợ đông đúc, hắn ngồi bẹp xuống đất thở mệt nhọc. Hai thằng Zano bước tới gần cầm cây quạt quạt liên tục cho hắn ta. Một hồi cơn mệt qua đi, hắn lộ ra cái nụ cười nhâm hiểm, quay sang thằng Zano bên cạnh. <laughs> Hai thằng mày biết con nhỏ đó, nói thế nào không? đẹp có bay hai thằng già nô lắc đầu ngỏ ý không biết thấy vậy thằng vu với tay táng cái bốp vào đầu hai thằng hai thằng bay toàn ăn hại đến người trong làng cũng không biết người tốn cơm tốn gạo không bằng con chó nhà tao thằng cầm dĩa trái cây nói chà dạ, bẩm cậu để con đi điều tra cô gái đấy cho cậu tối về con trình cho cậu biết ạ à? Nghe vậy thằng Vu nhếch mép đành cười. cười. Thằng này, do hỏi, do mày đi tìm cho tao, chịu có tùng tích, về tao thưởng cho. À mà, bữa này, cậu cho chúng mày, nhịn đói. Ừ, ừ, vâng, 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 con, con đi liền. Nó đưa cái dĩa trái cây cho thằng Zano còn lại, xong rồi xoay người chạy theo hướng cô gái khi nãy biến mất. Thằng vui trong lòng vui như mở cờ vậy. Lúc nào trong tâm trí của nó cũng nhớ đến khuôn mặt của cô gái kia. Trên đường về đến nhà, nó cứ tủm ta tủm tỉm cười. Từ trong nhà truyền ra tiếng quát thì nó mới bừng tỉnh. Phía trong lại truyền ra tiếng của một cô gái khóc lóc cầu xin. Ông ơi! Ông ơi! Ông ta cho con! Làm sao con không thể ông ơi? À, ông ơi! Giọng lão khiến quát lên Ha! Mày biết cái bịch trà đấy của tao quý lắm không hả? Hả? Sau những câu hà của lão ta là những tiếng đòn roi vụt chan chát, chan chát xuống người cô gái. Nó kiệt sức, ngất xỉu dưới đất. Tội gian nô đứng xung quanh không dám hé nửa lời, khiến lão kiến ném cây roi sang một bên, lớn tiếng. Mang nó ra sân rau, bỏ đói cho tao đứa nào dám trá lệnh tao, tao đánh chết nghe chỗ Tội Tụ nô đồng thanh đáp rõ một tiếng, bước tới lôi cô gái ra ngoài nhà sau, bỏ nó lên trên bụi rơm được trải sẵn bên dưới nền. Cả đám giả nô chỉ dám vứt ở đấy, chứ không dám chăm sóc quan tâm. Trá lệnh của lão kiến là mang họa đến thần chứ chẳng có lợi lộc gì. Chồng kiếp làm châu làm ngựa với nhau, nhưng phải đành bỏ mặc nhau thôi, cũng vì giữ lấy cái mạng của mình. Lão Kiến thấy con trai mình về, tươi cười gọi vào. Về rồi đây ơ, ừ. vào đây, vào đây, này đi có mệt không? Dạ cũng bình thường thôi cha, mà nay tức cái con đấy hay sao, nó làm cái gì mà cha đánh nó vậy? <laughs> thôi đi, nhắc thấy bực mình. À cha... Này còn thấy cỏ đứa Đẹp lắm chà Thưa Đứa nào Lại nhìn chúng rồi chứ gì <laughs> Ê cha Con cho thằng Têu Đi xem rồi Lão Kiến gật cổ, Lớn tiếng gọi Chúng mày đâu Đem cơm lên cho cậu chúng mày ăn Tội Gia Nô nghe tiếng Thì bốn đứa mỗi đứa một mâm bên trong toàn đồ ăn thịnh soạn được bơm lên để trước mặt hai cha con nhà lão bá kiến xong rồi chúng nó vội vã lui ra sau sớm giờ chúng nó cũng chả có gì bỏ bụng lão kiến đã quy định rồi nhà lão chưa ai ăn thì bọn gia nô cũng cấm ai được đụng tới một hạt cơm nhưng chúng nó nào có miếng cơm nào toàn là cơm độn sắn hoặc khoai hà ấy chứ chưa đã được hạt cơm trắng ăn đã sung sướng cuộc đời Chúng nó cũng đã quá quen với mọi sự việc trong nhà này. Vì đồng lương ít ỏi, cũng vì kiếm miếng ăn mà phải cắn răng chịu đựng, chịu nhục, chịu khổ. Ngồi nói chuyện ngoài do bếp, một lúc sau thì tiếng lão kiến lại vang lên. Chúng mày đâu? Dọn đi! Bọn gia nô nghe thấy thì vội vội vàng vàng, sợ tái cả mặt chạy lên. Bừng mầm cầm xuống bếp, xong rồi chúng nó giành giật từng miếng thức ăn, từng miếng rau còn sót đại, chỉ có cô gái bị lão kiến đánh thì đang nằm đó thân thể rượu dã đầu nhức thì thảo gọi nước nước chúng tôi xin miếng nước tôi khát nước bọn già nô làm bộ như không nghe thấy gì chúng nó làm ngơ cúi đầu xuống mâm cơm ăn uống cô gái kiệt sức ngất xỉu thêm một lần nữa khi cô tỉnh dậy thì trời đã sập tối đưa mắt nhìn sang chỗ ngủ lúc này đây. Bọn gian nô làm chung đã ngủ thẳng cẳng. Cô gái gắng gượng dậy, chống tay đỡ xuống đất, đẩy cơ thể của mình đầy mệt mỏi đứng lên. Bờ môi giò thiếu nước thời gian quá lâu, chuyển đến cảm giác khô rát, đau nhức, giống như đã nứt nẻ. Cô lè các lưỡi, liếm môi một cái thì cảm giác rát càng thêm rát hơn. Lê từng bước chân mệt mỏi xuống dưới cái bàn uống nước. Cô dáng cầm lấy cái ly, rồi uống một hơi hết sạch. Đúng lúc này bụng cô kêu lên ọt ọt, cô quay người bước vào gian bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn. Nhưng trong gian bếp chẳng còn một thứ gì có thể ăn được. Cô đành mò mẫm ra bên ngoài vườn, kiếm trái gì đó bỏ bụng. Khi mà đi tới gốc cây lý lớn, không biết trồng từ năm nào mà nó lại to đến hai vòng tay người ôm mới rể. Cô ngẩng mặt lên, nhìn cây đang có vài trái chín, mỉm cười xòe tay ra trước mặt thấp giọng. Con đói, xin một trái có được không? Dứt lời, một cơn gió thổi tới. Kẻ lý đang đứng, tự nhiên bị lay động, từng chiếc lá rời xoáy tròn trong không trung, kéo theo đó là hai chén lý rớt thẳng vào tay cô gái. Cô gái mỉm cười, bẻ chân lý ra ăn ngấu nghiến như sợ ai đó giành mất của mình. Ăn xong hai trái vào trong bụng, vẫn còn cồn cào thấy đói. Đưa mắt nhìn lên thân cây lý, Bấy giờ đây, có một cô gái với tà áo trắng, thước tha, khuôn mặt trắng bệnh bệnh, nói Cô gì đó ơi Ăn nữa không? Tôi, tôi tôi cảm ơn Nhưng, nhưng cô ơi Sao cô lại ngồi trên cây giờ này Ông chủ thấy ông chủ đánh đây vì được nhận hai chân lý nên cô gái tốt bụng nhắc nhở người kia cô gái ngồi trên cây chầm chậm cúi đầu xuống khẽ đáp tôi ngồi hóng sóng thôi bởi tôi cũng là dân ngu nhà này mà Nh nhưng nhưng nhìn cô lạ quá trong trong nhà ấy đây... Hình như tôi, tôi chưa có gặp cô bao giờ có phải không lạ lắm bất chợt có một tiếng cười vàng lên tiếp theo đó là một tiếng khóc nỉ non <laughs> bởi vì tôi Bị giết rồi còn đâu mà thấy Khuôn mặt cô gái từ từ biến đổi Trở thành một khuôn mặt già nua Mái tóc trắng bạc Hàm răng thì không còn nữa Chống hốc, chống hoác Lát sau Có thể thấy ẩn hiện Hàm răng đó không phải chống Mà là nó chuyển sang màu đỏ lộm trộm Còn mắt thì rưng vù lên Như thiếu ngủ lâu ngày vậy Con ngươi một màu đen kình kịch không thấy đáy còn già Nồ vừa chứng kiến cảnh tượng đó thì sợ hãi đứng im tại chỗ, môi mấp máy không kêu thành tiếng. Nó cứ đứng đó trận trừng trừng hai mắt, nhìn bóng người trên cây. Bỗng dừng, bóng người phía trên đứng dậy, thả người buông xuống. Tưởng rằng cảnh tượng ngả người từ trên cây xuống xuất hiện. Nhưng không, bóng người ma quái kia bay thẳng đến áp sát cái mặt vào mặt của nó. Bóng mà cười lên khảnh khạch, khảnh khạch. <laughs> nhà bá hộ kiến sắp sửa có tai ương rồi có tai ương rồi <laughs> cô gái bị tát một cái đau điến nó liền ngất xỉu tại chỗ đầu đập xuống đất chẳng biết nó ngất đi bao lâu cho tới sáng tinh mờ ngày hôm sau tờ mà tờ mờ sáng bọn gia nô bắt đầu thức dậy làm việc vừa bước ra khỏi căn bếp đánh mắt nhìn sang cây lý lớn thì thấy con gia nô đầu nằm sấp xuống mặt đất trong tư thế kỳ lạ chúng nó vội vàng chạy đến đỡ con gia nô ngồi lên xem xét coi nó có bị sao không một người vỗ vỗ lên khuôn mặt của nó mà gọi dậy đi này này dậy đi có sao không thấy gọi mãi mà không thấy nó tỉnh dậy mọi người đành ẵm nó vào trong gian bếp nằm xuống. Một bà cô bước tới, thà cái gì vào trong mũi của nó. Bà cô nhìn sang bọn gian đang bàn tán, lên tiếng. Chúng mày đi làm việc đi, để ông kiến với bà ra mà thấy, nhịn đói cả lũ bây giờ. Còn con nương cứ để đấy, tao nhìn cho. Bọn gian nghe thấy thế thì chúng nó kéo nhau đi làm việc. Dưới đất đã có vài bà tì nắng của đầu ngày chiếu xuống ngôi làng bình tăng này. Tại gian bếp của nhà bá hộ kiến, con nương cũng dần dần tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy trong tình trạng đầy sợ hãi, co rút trong một góc, miệng không ngừng lầm bà lầm bẩm có ma, có mà đấy. Bọn gia nô nhìn thấy, cũng bước tới định hỏi han mà chưa kịp hỏi gì thì con nương đã la hét tiếc cả tay. Cả bọn sợ tiếng la hét của nó khiến cho bá hộ kiến thức, nên cũng bỏ mặc con nương đi làm việc của mình. Hôm nay thằng vô thức sớm một cách bất thường. Mọi bữa nó ngủ nắng quá đầu ngọn tre mới chịu dậy đi học. Hôm nay buổi sáng, hắn ta đã thay bộ đồ màu đỏ tươi, miệng cứ tùm tà tùm tìm cười. Nó nhớ đến khuôn mặt cô gái hôm qua và cả chuyện chiều hôm qua thằng Tiêu đi điều tra được danh tính của cô gái. Cô gái ấy chính là con của ông Phu làm ruộng ngay cuối làng. Mẹ mất sớm còn mỗi cô và cha nương tựa vào nhau, bước ra ngoài cánh cửa, ngó nghiêng xung quanh, lớn tiếng gọi thằng tiêu thằng đu đâu rồi ra đây cậu bẩu từ phía dưới bếp hai thằng chạy lên dạ dạ cậu gọi chúng con <laughs> ừ. hai đứa chúng mày đi với tao sang nhà con hôm qua dạ vâng cậu thằng vu rời khỏi nhà cùng với hai thằng gia đoạn nó đi tới khúc chợ đông đúc nhộn nhịp của làng bất giác nó thấy một thằng thanh niên cao giáo tướng đồ con. Không ai khác đó chính là thằng Lý, còn ông bá hộ bình làng bên. Cũng là một thằng khó để cho thằng vu dây vào. Thằng Lý khác với thằng vu nó đi đến đâu cũng được người dân niềm nở chào đón. Bà nó là ông Bình, trong lúc người dân ở kết nạn đói thì phân phát gạo đúa cho dân. Nên ai cũng quý cũng mến cái nhà ông Bình lắm. Thằng vô nhìn thấy thằng Lý thì càng bực tức hơn. Đoạn bước đến bên thằng Lý huyết vai vào người thằng Lý một cái. Nhưng tướng thằng Lý vạm vỡ to con, nằm sau chỉ một cái huyết có thể ngã lăn xuống đất được. Chỉ có thể lùi lại mấy bước mà thôi. Đoạn nhìn thẳng mặt thằng vô, hét lớn. Ê, mày tính làm gì tao vô? <laughs> <laughs> tao lỡ đụng chúng, rồi sao? Mặt thằng vô dửng dưng đáp, thằng Lý tay nắm lại, thành hình nắm đấm, nó nghiến răng nghiến lợi từ phía sau một cánh tay chụp lại, rồi kề sát vào tay nói nhỏ. Cậu ơi, thôi cậu, cậu đang làm ăn Vừa lão bá hộ kiến đấy, đừng, đừng, đừng có manh động. Nghe thằng Gia Nô nói, Lý thả tay ra, nhìn vào mặt thằng vô một cái rồi hậm hực bỏ đi. Thằng vô nhìn theo, sướng lắm, đắc ý lắm, cười khẩy. <laughs> Sợ sao? Lý nghiến rằng nghiến đợi bỏ đi, Thằng Vu thấy đối thủ của mình đã đi xa, ra lệnh cho hai thằng Gia Nô tiếp tục hướng về phía căn nhà quế làng. Từ phía đằng xa xa, đã thấy có một ông già năm nay đã ngoài 50, đang cặm cụi kéo lúa. Trên chán còn lấm tấm mồ hôi, không biết từ đâu mà nguyên một cục đất đá ném mạnh xuống, nước bùn bắn thẳng vào mặt của ông, có hạt nước còn bắn vào trong miệng. Khuôn mặt của ông lúc này đen lem lúc bùn đất, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía sau. Thấy thằng vô, cùng hai thằng giano nô cười như được mùa vậy hắn tiến đến bền bờ ruộng đoạn hỏi ông già con gái ông đâu rồi ông phù rột rè đáp ờ ừ, dạ cậu kiến ừ, con gái tôi cậu tìm có việc gì không ạ à? <laughs> tôi thích nó tôi qua hỏi thăm lão có ý kiến ạ à? ông phù xô tay liền lịa ừ, không không, không, không. Cậu ơi, con gái tôi nó còn nhỏ lắm. Mà nó có hôn ước với cậu Lý là bên rồi. Ông nói cái gì? Thằng Vu đứng bật dậy, thét lên đầy tức giận. Ông phù cầm nín không dám nói thêm gì. Thằng Vu với tay lấy một cục đá, ném mạnh xuống ruộng. Mẹ kép, Ông mà gả con gái, ông cho cái thằng đấy, Ông biết tay tôi. Ông phải gả cho tôi. Biết chưa? Dứt lời, hắn lấy thêm một đá nữa, ném thẳng xuống vai của ông phù, rồi hậm hực bỏ đi về. Ông phù ôm lấy vài mỏ mẫm leo lên trên bờ, đi vô trong căn nhà lá sập sệ của hai cha con. Hương nghe một người quen nói cha mình bị nhà thằng vô kiếm chuyện, đang tích tốc chạy về. Suốt quãng đường đi miệng không ngừng cầu xin cha mình không có mệnh hệ gì hết. Mẹ cô đã mất rồi, giờ cha có mệnh hệ gì cô biết sống sao, cô chạy sòng dọc vào trong nhà đưa mắt nhìn cha mình đang ở trần trên vai có một vết đỏ nơi đó hình như còn đang rỉ máu xung quanh cái vết đó còn đang chuyển sang màu tím tái nước mắt cứ thế chảy ra ràn ruộng, lao tới ôm lấy ông phu mà khóc nức nở cha 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 bị sao thế này cha cha ông phu đưa tay đẩy nhẹ cô ra mỉm cười ờ à, chờ không có sao vết tưởng nhẹ ấy mà. Ông đưa tay, lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô con gái. Giọng Hương tức tuổi nói. Tụi nó, tụi nó làm gì cha? Trời ơi, cha có mạnh hệ gì? Cha còn chết theo cha. Cha không sao, không có sao rồi mà. Dạ. Cô ngồi đó khóc một hồi, thì ông vô lên tiếng đi để, để nấu cơm đi cha ra ngoài đồng làm nốt cái chỗ đang làm dở cha để con phụ cha thôi con gái con nữa làm cái gì thì làm đi vào trong nấu cơm cha làm được thấy cha nhất quyết không cho mình theo cô đành dạo một tiếng bước tới bên cái bàn tre lấy cái nón đưa cho cha xong rồi cô đi xuống bếp nấu ăn Ông phù đội cái nón đá đi ra ngoài đồng làm tiếp. Trời quá độ trưa, cái nắng dọi xuống cái áo vải của ông phu cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ông đưa tay lau đi những giọt mồ hôi mặn chát trên mặt của mình. Từ phía cửa nhà, giọng hương gọi lớn. Trời ơi! Cha cho về ăn cơm! Ờ, à, cha vào liền. Ông lội lên trên bờ, đi vào trong nhà với cơ thể đầy mồ hôi và bùn tất hôi tanh Ông đi thẳng ra sau nhà Chỗ có mấy cái lù nước mưa Rửa đi những lớp bùn đất và mồ hôi Xong rồi bước vào cái bộ ngựa Đã được Hương bày sẵn đồ ăn Cô vừa thấy cha Vừa tươi cười gọi Cha, cho ngồi xuống ăn cơm đi Con nấu xong rồi nè Ông bước tới cầm lấy chén cơm Vừa cầm đôi đũa thì ngoài cửa có tiếng nói Dạ thưa bác con mới qua Hai cha con vội vàng quay mặt lại thì thấy đó là Lý, hai tay còn xách theo vải và quần áo. Hương bước xuống khỏi giường, chặn lại cầm lấy đồ từ tay của Lý bỏ sang một bên, rồi nhìn anh tươi cười, cái nét cười ngây thơ trên mặt cô gái chưa tuổi đôi mươi. Em chào anh, anh và ăn cơm với cha con em luôn. Hai người bước tới ngồi xuống, Thế Lý ông phù niềm nở. Ờ, cậu Lý mới quả trời. Dạ bác, Mài một quả để trời, cậu cậu đừng có mua gì hết nghe, tốn kém lắm. Lý ra đầu cười ngượng ngùng, Hương đưa chén cơm với đôi đũa cho anh. Lý cầm lấy mỉm cười. Ba người ngồi ăn với nhau tâm sự chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Sau khi nghe Hương kể với Lý về chuyện hồi sáng thằng Vua qua đây kiếm chuyện, thì Lý không khỏi tức giận, anh nghiến rằng nghiến lợi Thằng cho đấy! Kiểu gì cũng có ngày con bắt nó trả giá những gì Nó đã làm với bác Ấy ấy, tội con Chuyện bé tí ấy mà Đừng có xé ra to Khổ thân Khổ thân thêm Dạ bác Để chuyến này về Con nghĩ Ờ ừ, thôi ăn cơm đi Đừng có vì chuyện nhỏ Mà mà gây gỗ mất hòa Tính nó còn biết rồi đây Nhàm hiểm độc khác gì cho nó đâu dây vào nó khác gì dây vào ông bỏ lửng câu nói nhưng ngài cũng biết câu tiếp theo là gì thấy không khí đang căng thẳng ông vô liền nói cho qua chuyện rồi một nhà ba người ăn cơm với nhau tại ngay còn chợ làng không biết lý do làm sao bữa nay thằng vô lại về sống nó đi ngay ngang trên con đường làng thấy cái thứ gì trước mắt nó cũng bực tức mà đá đi vì vẫn còn buồn bực chuyện khi sáng hai thằng gia nô bên cạnh cũng chẳng dám nói gì chợ làng buổi trưa người dân cũng đã về quá nửa chỉ còn lác đác vài tiểu thương đang bán bỗng đôi mắt của nó chú ý đến thằng thanh niên mặc áo trắng quần đen đang đi về hướng cuối làng hắn quay sang thằng tiêu hỏi thằng kia này này cái thằng kia kìa có phải thằng hầu của thằng lý không thằng tiêu nghe hỏi thì đôi mắt của nó mới chú ý đến thằng thanh niên rồi gật gù đáp: Dạ, bấm cậu đúng 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 là là thằng hầu của của thằng thằng lý đấy cậu thằng này hơi bị thông minh nó thường bên cạnh thằng lý". nghe vậy thằng vu nhếch mép cười khẩy đoạn nó với tay ấn đầu của hai thằng zano xuống thấp bởi vì nó nổn quá rồi nó thì thà thì thầm nói với hai thằng zano Thằng Tiêu với thằng Lô liên tục lắc đầu, gật đầu. Cho tới khi giọng của thằng Vu gắt lên. Chúng mày nghe rõ chưa? Không làm ra gì. Chết với tao. Hai thằng đưa mắt nhìn nhau, gật đầu liên luyện Thằng Lô đưa cây dù cho Vu, rồi nó cùng Tiêu, nhanh chân chạy đuổi tới thằng Nô của Lý. Đuổi tới bụi tre lớn của làng, chỉ cách thành thăng niên kia độ 7-8 mét thì cả hai thằng nó não liền đưa con mắt nhìn xung quanh để xem có hay không nhìn kỹ một vòng không thấy một bóng người hai thằng mới gật đầu với nhau một cái gia tăng tốc độ tới sau lưng thằng hầu của lý tiều bịt lấy miệng khầm cho nó hét thằng đô bằng cách nào đó dùng tay chặt mạnh vào gáy của thằng thanh niên nó liền ngất xỉu ngay tại chỗ thằng tiều vội đỡ thằng thanh niên chân vai chạy về hướng ngôi nhà hoang phía trước chúng nó vác vào trong đó lấy và nhét vào miệng lấy giày cột quanh người. Xong, chúng nó đứng một bên chờ đợi. Độ khoảng 5 phút sau thằng Vu với cái thần ục ịch bước tới, nhìn hai thằng gia nô của mình mỉm cười, gật đầu một cái hẻ lòng. Tốt ám! Chúng mày cửa đây đến tối. Chờ không còn ai, vác nó về kho cho tao. Thằng nào biết chuyện ngoài hai thằng mày, tao giết, chết chúng mày chuộc. Hắn bước tới hai thằng hầu, dùng cây rổ vung mạnh vào mặt của nó một cái miệng thằng hầu cũng theo đó mà chảy máu hắn muốn đe dọa hắn cười khẩy một cái bước ra khỏi cánh cửa nhà đi nhanh ngang hướng về nhà của mình bỏ lại hai thằng gia nô với khuôn mặt khó chịu chúng nó ngồi bẹp xuống đất dựa vào vách lá không hiểu tại sao từ sau khi chúng nó bước vào căn nhà này thì có một cảm giác rờn rợn chúng nó nhắm mắt bỗng từ sau nhà có đôi mắt theo dõi chúng nó nó đã theo dõi cả bọn từ lúc bắt đầu thằng hầu bị bắt đến đây nó nhìn thấy hai thằng zano nô đã ngủ say nhìn xuống cái vách nhà đất thủng một cái lỗ to đủ để cho nó bỏ qua nó không suy nghĩ quá nhiều ý định của nó là cứu anh thanh niên đang bị trói trên kế tiếng bò đụng chúng kêu lên xèn sẹt một tiếng lớn lúc này đây tim nó đập lên bành bạch bành bạch trong lồng ngực như sắp sửa thắt ra khỏi vậy Nó sợ hãi đến tái cả mặt Nằm im Chờ đợi Khi thấy hai thằng Giano im ắng Không có phản ứng gì Nó mới thở vào một hơi Cúi đầu bò tiếp Thì cơ thể vừa qua Một cánh tay chụp lấy áo của nó Từ từ xoay mặt lên Thấy đó là thằng Tiêu Mặt mày giữ tợn đang nhìn chầm chầm vào nó Miệng liền muốn thét lên Cầu cứu thằng Tiêu Thằng Tiêu bụt miệng nó Lôi ra bên thằng hầu bên cạnh Thằng Tiêu nhìn chầm chầm vào Mày lén vào đây làm gì hả mọt? Thằng bé rụt rẻ đắp à, à, Dạ, dạ, dạ Con, con, con đi bắt chuột <laughs> Lúc này Chắc mày cũng thấy Cậu hai nhà bá kiến đúng không? Mày mà dám độ rộn ở đây Mày biết hậu quả không? À, 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 dạ, dạ, con Về đi Tốt nhất không nói chuyện với ai nghe chưa Tao tha cho mày Cậu vu mà nghe được Cả nhà mày không sống được đâu Vâng, vâng, vâng Con đội ơn, con đội ơn chú Con về, con về Thằng mặt xoay người đi về vách lá Chỗ khi nãy nó bỏ qua Đứng tại chỗ, nó xoay đầu líp lại thằng hầu một cái Rồi run run chui ra bên ngoài Chạy mất dạng Thằng tiêu nhìn thằng bé trách mắng Hoại wow, nó chứ Tí nữa thôi, nó đòn với cậu nhìn lại thằng đu cười khổ rồi ngồi xuống dựa vào vách lá hai thằng chợp mắt định bụng một đát nữa sẽ dậy khi hai thằng mở mắt thì nghe thấy bên ngoài tiếng dế mèn câu và tiếng chim chiếp chim chiếp của con chim dụ người đi tìm tiếng dế mỗi lúc một giả dích giả dích nghe đến não cả lòng thằng tiêu đưa mắt nhìn sang thằng hầu khi này đã tỉnh rồi nó đang đưa ánh mắt hùng hằng Nhìn hai thằng vẫn đen tiêm máu, thằng Tiêu cười khổ. <cười> "Ta xin lỗi. Tại cậu Vu bảo chúng ta làm thế, chúng ta biết làm sao." Đoạn thằng Tiêu lại nhìn thằng Lu, có tay ra dấu mở cửa. Thằng Lưu hiểu ý, đứng dậy, bước lại mở cánh cửa ra. Thằng Tiêu từ từ tiến lại gần thằng Hầu, đưa tay ra sau gáy của nó chặt một cái. Thằng Hầu liền ngã ra, ngất xỉu một lần nữa. Thằng Tiểu túm lấy cơ thể của thằng Hầu để trên vai vác đi ra ngoài đầu đường. Hai bóng người một vác, một chạy rồi lại cùng nhau nâng chạy về hướng căn nhà của lão bá kiến. Tại ngôi làng bên cạnh đang có một đoàn người đang tìm kiếm thứ gì đó. Lý đứng trước đoàn người, tay cầm đuốc, miệng gọi lớn. Đa ơi! Đa ơi! Mày đâu rồi Đa ơi? Đoàn người cứ vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại đoàn người là tiếng gió thổi thoang thoảng qua đến độ quá nửa khuya mà chẳng thấy bóng dáng thằng đa đâu đoàn người thất vọng tràn trề đoàn người trở về nhà bá hộ bình trên khuôn mặt ai nấy tiểu lộ ra vẻ lo lắng thằng lý lo lắng cho đa nhất khi mà người cùng nó từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại bây giờ đây không biết tung tích lý thất vọng ngồi xuống ghế từ chiều đến giờ cậu lo lắng chẳng đụng đến hộp cơm nào ông bình từ trong phòng đi ra đoạn nói thế. Bỏ tí gì vào bụng đi con. chiều đến giờ mày đã có gì ăn đâu. Việc thẳng đa mất tích. Có khi nó đi đầu đó. Lát nó về đi con. Để mấy thằng giờ nô để tiếp đi. Đi ngẩng đầu lên nhìn cha với đôi mắt ngấn lệ. Ông Bình bước đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, rót trà ra ly Đưa lên uống một ngụm, nhìn ra ngoài cửa bấy giờ bọn Sano đứa ngủ, đứa đi tìm thằng Đa. Trả lại cái khuôn viên vốn yên tĩnh của nó, đôi mắt của ông Bình có chút được buồn mà nói Còn cô giữ cái ra tải nhà mình nghe con. Hài, <laughs> Lý nhìn sang đôi mắt đầy sự nghi ngờ. Chà, chà nói vậy là sao chà? Ông mình lại thở dài. Nhà mình không xuất được gạo đúa nên gia đình mình ấy phải nhờ đến ông Kiến làm bên giúp đỡ. Mà con nghĩ tới với cái tính của ông ta, có chừa ai đừng sống đâu. Chả nghe đồ ông đang nhâm nhe tới gia đình mình đó. Nghe chuyện cha mình nói, Lý có chút trầm ngâm Vài giây sau anh mới đáp Giờ, giờ con phải làm gì hả cha? Số phận ta như thế thì tự tự đón nhận Việc trước mắt còn nên lấy vợ rồi sinh con Cho trả ấm chóng đã Vâng, con biết rồi Đợi hết kỳ thi lần này Con qua bên nhà bác phu hỏi cưới hương Ờ, ừ, thôi cha vợ trong ngủ mai còn đi bàn công chuyện. Ông đứng lên, đi vào trong phòng ngủ của mình, bỏ lại lý với một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu rơi vào trong trầm tư, hồi lâu đứng dậy bước ra trước nhà mở cửa, cầm lấy cây đuốc đi dọc theo đường mòn của làng đi tìm người bạn tử thủa tấm bé. Bên kho nhà bá hộ kiến, phía trong đang có ba khuôn mặt dữ tợn, được dọi sáng dưới những ngọn đuốc. Tay thằng vô lúc này đây, đã có sẵn một cái, được làm bằng tre nó nhìn thằng đa đang được trói chân tay ở trên cái ghế gỗ mắt thằng đa bấy giờ đây có thể nhìn thấy chỉ là như muốn ăn tươi nuốt sống ba thằng trước mắt của mình thôi thằng vu bước lại Nhẹ cái miệng ra mà cười. cười mày cho chết thì còn mày lọt vào tay tao thì chỉ có được chết thằng đa vùng vẫy ú ớ như muốn nói điều gì đó thằng vu cười khẩy nó giờ cái giò lên cầu vụt liên tiếp và người của thằng đa phát ra những tiếng chàn chát chàn chát đôi mắt thằng đa hiện tia máu sau cú vụt đau đớn đoạn thằng vô nhìn về phía bên sau lên tiếng tiêu mày qua đây đánh nó cho tao thằng tiêu bước qua vù đưa cây roi cho nó rồi chỉ ngón tay vào người của thằng đa mày đánh khi nào đã tay thì thôi thằng Lưu, mày đi lấy cho cậu cái chậu than lại đây. Thằng Lưu vâng dạ một tiếng, nó vội chạy đi ra bên ngoài. Đoạn đến gần sau bếp, chỗ góc cây lý, bỗng thấy một cô gái tà áo trắng đang xoay mặt về một hướng khác, khiến cho thằng Lưu không nhìn rõ được khuôn mặt. Nó lẩm bẩm trong miệng. Má, cái con khủng nửa đêm đeo kề lý không á! Rồi nó chẳng để mắt tới cô gái áo trắng kia nữa Chạy vào trong bếp lấy cái lò than đang nóng hừng hực Thàn củi Cục nào cục nấy đỏ rực Nó bừng ra ngoài Ánh mắt vô tình nhìn lên cây lý Bấy giờ đây cô gái kia đã biến mất Giờ chỉ còn vài cơn gió thoảng qua nhẹ nhẹ Đưa cái lá vàng rơi xuống Thằng Lưu hơi thắc mắc Rồi bước nhanh về hướng cái nhà kho cũ kỹ Của nhà bác hộ kiến Nơi đó đã bỏ hoàng rất lâu Và cũng hao mòn theo năm tháng nó nhanh chân đi về hướng đó, đến cánh cửa đã nghe thấy tiếng vụt chăn chát chăn chát từ người của thằng ta phát ra. Bỏ cái lò than xuống, đưa tay tẩy nhẹ cánh cửa ra, bừng lò than vào bên trong, đặt xuống cạnh thằng Đa. Thằng vu bước tới, cười lên khảnh khạch, nó với tay lấy đồ đũa từ tay thằng đu, gấp ra một cục than đỏ rực, bỏ lên đùi của thằng đa, một hơi nóng hổi phát ra cháy xuyên qua lớp quần, rồi tới lớp da non, thằng Đa lắc người cục than liền rớt xuống đất. thấy vậy thằng Vu ra lệnh: Ai thằng mày giữ lấy cho tao. Thằng Tiêu và thằng Đu đưa mắt nhìn nhau một cái, chúng dường như cũng thấy sự tàn độc của cái trò tiêu khiển kia, rồi cũng chỉ biết gật đầu nhắm mắt bước đến giữ chặt lấy người của thằng Đa, vu lại quắp lấy một cục than đỏ hồng bỏ vào trong người của thằng Đa. một cảm giác nóng rát chạy từ trên ngực xuống bụng. Nó vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi hai thằng da nô to con. Thằng vu gấp lấy thêm một cục than đỏ nữa bỏ vào trong áo. Lúc này đây cảm giác như muốn chết tại chỗ vậy. Đau đớn, không thể làm gì. Nó cố gắng chịu đựng cơn nóng, mùi thịt cháy khen ghét bay thoang thoảng ra trong không khí, kèm theo cái mùi gây gây của mỡ. Thằng đa đau quá ngất xỉu đi. Thằng vu gấp lấy một cục than nữa, đứng trước mặt thằng đa, cởi cái khăn ra đút thẳng cục than đang nóng hừng hực vào trong miệng của nó rồi vội nhét cái khăn trở lại. Nó mặc kệ sự đau đớn của thằng đa đang chịu đựng, mà cười lên cảnh cạch, tiếng cười như của dã thú vậy. Trò <laughs> <laughs> mày chết! Trò chúng mày chết! Đôi mắt của hắn ta đổi sang màu đỏ, rút từ sau lưng ra, nắp cái đầu cho giấu hai thằng gia đi ra. Hắn túm lấy cổ của thằng đa, giật mạnh một cái, giờ cây dao đâm thẳng vào cuống họng một cột máu từ cổ bắn ra dính lên mặt của hắn ta. Lúc này trong hắn ta chẳng khác gì một cái xác máu, lè cái lưỡi, đếm từng giọt máu dính trên mặt. Nó từ 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 từ, từ rút cây dao ném sang một bên, hai thằng gia nô chứng kiến thì trợn tròn cả hai mắt. Nó chỉ nghĩ là hành hạ rồi thả đi, chứ đâu có ngờ cậu chúng nó lại có thể ác độc đến như thế chứ. Giết người không gớm tay. Thằng vu đứng nhìn cái xác rồi cười khẩy, ở lâu quay sang nhìn hai thằng Zano đang đứng nép sát vào bức tường run rẩy nói. Hai thằng mày, đem cái xác ra sân vườn trôn đi. Hai thằng giọng run rẩy đáp. Ừ, vâng, dạ vâng cậu. Thằng vô xoay người bước ra bên ngoài phòng, tiến về căn phòng của mình. Hai thằng Zano đứng nhìn cái xác không khỏi tất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Đoạn nói với thằng Tiêu Giờ Giờ phải sao mày thì cứ như lời cậu trộn trước tỉnh sau chứ dạo giọng của hai thằng bây giờ đây như sắp khóc vậy dứt lời hai thằng bước lại gỡ chói cho cái xác rồi thằng đỡ vai thằng nghiêng chân đem ra bên ngoài vừa ra bên ngoài một cơn gió từ đâu thổi thốc đến mang theo cái hơi lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng hai thằng nhanh chóng vác cái xác đi ra ngoài vườn bỏ cái xác gần chỗ gốc cây lý rồi nhanh chân chạy vào lấy cuốc xẻng thuồng ra đào hố trồn xác khi mà lấy cuốc xẻng quay trở về cái xác khi nãy nằm đó bây giờ đây đã biến đầu mất tâm. hai thằng bấy giờ đây chân tay run rẩy miệng không nói thành đời lùi bước đột nhiên vấp phải thứ gì đó khiến hai thằng té chồng vó lên trời hai thằng lùi về sau quỳ gối vé lại như tế sau cái thứ kia hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì mới ngừng lại mở mắt ra thì thấy đó là cái xác của thằng ta đôi mắt trắng dã đang nhìn thẳng hai thằng hai thằng nuốt nước bọt ừng ực lúc này đây đã hoảng sợ lắm rồi chúng nó đứng dậy tiến gần lại cái xác thằng tiêu đưa cánh tay lên mặt rồi có ý định vuốt mắt xuống khi nó vừa đặt cánh tay lên mặt cái xác thì từ phía sau một cánh tay đặt lên vai của nó thằng tiêu giật mình nhảy cẫng cả lên miệng nó muốn hét lên nhưng bị bịt lại giọng thằng vu vang lên mày làm cái gì mà hoảng thế Lúc này thằng Tiêu mới hoàn hồn, nhìn Giang Vu giọng run run. Ừ, ừ, cậu, cậu, cậu làm con sợ chết khiếp. <laughs> chúng mày đem cái xác ra ngoài bờ rào mà trôn. Ở đây mà trôn, bọn kia chúng nó biết chuyện định. Hai thằng gật đầu lia lịa rồi đỡ cái xác kiến lên vai bước ra bên ngoài. Thằng Vu nhẹ chân đi theo, hai thằng gia nô bỏ cái xác xuống bên hàng rào. Chúng nó bắt đầu, từng nhát cuốc, từng nhát giảng, và thay nhau cứ thế mà bập bập xuống đất đảo hố hì hục hai giờ đồng hồ cũng được một cái hố sầu độ hai mét thằng vu bước tới đẩy cái xác xuống dưới hố ra lệnh cho hai thằng kia lấp đất hai thằng lại hì hục nửa giờ đồng hồ sau cuối cùng đất cũng được lấp đầy hai đứa trong nó ngả lưng xuống đất đôi tay giã rời run rẩy khi làm việc không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ đây khiến cho chúng nó mất sức quá nhiều thằng vô chẳng nói năng gì xoay người bước vào bên trong hai thằng nằm nghỉ một đốc thì cũng đứng lên trở vào trong phòng được vu cấp riêng cho ngả lưng nằm xuống ngủ bên nhà ông bình đốc này đây đoàn người đi tìm đa quay về mặt ai nấy đều lộ ra nét mệt mỏi lo âu lý đứng đầu đoàn người nói lớn thôi mọi người cũng mệt rồi đi về nghỉ đi rồi chúng ta tìm tiếp sau. Nói là tìm tiếp, nhưng biết tiếp chỗ nào bây giờ đây? Đoàn người đã tìm kiếm hết cả ngôi làng rồi, bảo ngôi làng to thì cũng chẳng to, bé thì cũng chẳng bé. Đoàn người hầu như đã từng lùm cây, ngọn cỏ, ngõ ngách đi hết cả rồi mà vẫn không thấy một chút manh mối nào. Đoàn người trở về căn phòng được ông Bình xây riêng cho Giano ở. Lý ngồi xuống ghế đôi mắt thầm cuồng sau một đêm thức trắng tìm kiếm đôi mắt dường như không thể mở lên được nữa, cay xè xè. Lý đi vào trong phòng của mình ngả lưng nằm xuống, vừa chợp mắt được một lúc, thì bên tai như có tiếng ai đó đang gọi mình vậy. Cậu... Cậu ơi... Con ở đây này cậu ơi... Lý mở mắt ra nhìn xung quanh, bấy giờ là một khung cảnh khá là xa lạ. Quay sang người bạn từ thuở nhỏ ôm chầm lấy, nước mắt cũng rời xuống. Đà! Đà! Mày đi đâu? Mày bỏ cậu suốt mấy ngày hôm nay đà! Đà đẩy nhẹ người Lý ra, đôi mắt có chút được buồn nói. Cậu... Con bị người ta giết dù cậu đâu? Cậu... Con chết oan chết ức lắm lời nói của đa ngày càng xa dần xa dần cho tới khi lý nhìn lại thì bóng người của mình cũng đã bay rất xa đứng dậy chạy theo vừa chạy vừa gọn lớn đa đa ai giết mày sao lại bị giết đa đa nhưng bóng đa đã mất dạng sau khi bóng tối sập xuống xung quanh bây giờ đây chỉ một màu đen lý đôi mắt lúc này đã thấm đẫm nước mắt cậu đưa cánh tay lên thì không chỉ thấy gì nữa Lúc này đây, đầu cậu đau như bố bổ vậy. Đôi mắt cậu bỗng dừng có, chú ý đến một đôi mắt màu đỏ đang lập lòe lóe sáng. Bên tay là tiếng gọi của ông Bình. Dậy! Dậy! Lý ơi! Lý! Mở cái gì thế này? Lý! Dậy! 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 Nhanh lên! Lý ngồi bật dậy, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, đoạn hỏi. Chà, Cha, cha, cha có thấy thằng Đạt đâu không cha? Ông Bình nhíu mày đáp. Đà nào, nãy giờ chỉ có mình ên con trên giường con la la hết hết. Đấy thở dài nhìn xung quanh mới biết khi nãy mình chỉ là giấc mơ. Tựa tay lên chắn, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại. Ông Bình nhìn con có chút lo lắng, đoạn hỏi. Còn có sao cổng lý, từ hôm qua đến giờ con cứ cứ lo cho thằng Đa miết, không có chịu chăm sóc sức khỏe gì hết trơn. Dạ, con không có sao đâu cha. Chỉ là con hơi mệt thôi. Ờ, thức trắng một đêm rồi. Cha đi sang nhà ông bá kiến có chút việc nghe. Nói đoạn, ông xoay người bước ra ngoài, rồi cùng hai thằng Gia Nô đi sang nằm bên gặp bá kiến, bàn bạc bà công việc. Lý ngồi trên giường vẫn nhìn, rồi chìm đắm trong những giấc mơ mà lẩm bẩm trong miệng. Đa. Hay có ai giết mày hả Đa? Sao giấc mơ lại như thế nhỉ? Đắp đầu chẳng nghĩ tới nữa. Bây giờ đây, bụng đang kêu réo ủng ục, đứng dậy bước ra bên ngoài phòng. Tại nhà báo hộ kiến lúc này đây, vù tay cầm cây, dừng bước ở ngoài cửa. Ông kiến cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy con trai đi một mình, thì lớn tiếng hỏi. Hai cái thằng kia đâu Mà để mày đi một mình thế con Vô nghe tiếng của cha Xoay người đáp à, Con cho hai thằng chúng nó ngủ ngày hôm nay rồi Từ phòng bên cạnh bước ra một người thanh niên Đoạn nói Hay Để em đi với anh Anh cả Thấy người thanh niên Ông Kiến liền cười rạng rỡ Ờ Mày đi với anh đi Người thanh niên gật đầu chạy theo vu Người thanh niên không ai khác chính là con trai của bà ba tên là Tân. Anh vừa mới hôm qua từ trên thành phố về. Vù mặt khó chịu từ lúc Tân xuất hiện. Đó giờ hai người gặp nhau là cứ như nước với lửa vậy, chẳng thể nào sống hòa thuận với nhau. Hai người đi cạnh mà chẳng nói với nhau một câu gì. Cho tới khi ra đến chợ, Tân mới nói. À, anh cả, em có tí việc. Anh đi một mình nhé dứt lời tân chạy nhanh về hướng chợ đông đúc vu cười khẩy đổi hướng về phía cuối làng từ đằng xa hắn thấy bóng dáng của cô hương đang vò gạo nấu cơm còn ông phu đang nằm ruộng hắn chậm rãi bước lại tiện tay nhặt một cục đá bên đường chầm chậm, chậm tiến lại gần cách khoảng vài mét hắn ném cục đá bay thẳng đến nồi cơm của em nó kêu beng một tiếng hương giật mình ngẩng phát lên nhìn thì thấy đó là vu Nụ cười nham hiểm đang nhìn cô mà cười cười. Cô nhớ mày hỏi lớn. Ch chào cậu. Sao, sao cậu ném đá? vào tôi. <laughs> tao thích. Sớm muộn gì, mày cũng là vợ tao thôi. Ông Phu đang nằm ruộng, nghe con gái của mình lớn tiếng nói chuyện về đó. Xoay đầu lại thấy Vu đang tiến gần con gái của mình. Ông vội vàng leo lên bờ, vừa chạy vừa hét cậu ơi cậu ơi cậu làm gì con tôi thế cậu ơi hắn mặc kệ lão càng hét càng bước nhanh đến hương cô sợ quá chỉ biết lùi về sau ông vu chạy tới đứng chen giữa hai người đoạn cười cười mà nói ừ, chào, chào cậu cậu vào nhà uống miếng nước thấy ông vu đứng chắn ngang hắn bực dọc sau vài giây thì cũng nghĩ rồi cười lên mà nói ờ <laughs> ừ, thì vào uống nước tao cũng đang khát Dạ mời cậu Ông xoay người đi vào trước Vũ cũng dào bước theo sau Tới bên bàn trà Ông Phu ngồi xuống Vũ cũng ngồi ngay bên cạnh Ông nhìn sang Hương đang rột rè khép nép ở bên cạnh Ông bảo Con đi, đi đánh nước trộn cho, cho cậu đi con Dạ Cô vội vàng đi xuống bếp pha trà Đoạn ông Phu nhìn sang cậu cả Dạ cậu ngồi đợi một lát Mà cậu qua đây Chẳng hay có việc chi không ạ? <laughs> Tao qua đây Thì cần có việc hả? Ờ, dạ, dạ Cậu, việc, việc đó Ê, Hắn vừa nghe thì đập bàn lớn Đó cái gì? Mày tính nói không được đúng không? Tại sao lại không được? Ờ, dạ, cậu Từ bên ngoài có một giọng nói vàn lên anh cả, anh cả đến nên làm gì mà quát tháo người ta thế? Ấy? Hai người đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đó là Tân, đang xách cái bọc đồ đủ các loại. Bước vào bên trong nhìn hai người, bỗng từ dưới bếp, Hương bước ra trên tay, là ấm nước trà. Cô nhìn thấy Tân, thì nở một nụ cười làm cho lòng người say đắm. Tân nhìn theo cô ngất ngây, Hương bước đến bên trà của mình, đặt ấm trà lên bàn, rồi vội vội vàng vàng đuôi xuống bếp. Tân theo dõi nhìn cô, cho tới khi Hương khuất khỏi tầm mắt, Vô khó chịu nói. Mày tới đây làm gì ở à, thằng kia? Nghe thấy lời của Vô, Tân mới sực tỉnh cười đáp. <cười> ờ, khi nãy em nghe người ta nói anh qua đây thì em qua đây tìm anh, anh em mình cùng về. Mày về thì về đi, tao không về." Giọng của Vô gắt cổng đáp, Tân cười cười một cái xoay mặt hướng ra cửa nói. Anh không về. Về thì em về nói chuyện với cha. Nghe vậy, Vu có chút lo sợ. Hắn liền đứng bật dậy không nói gì mà bước ra ngoài. Chỉ kịp liếc nhìn vào trong bếp một cái, rồi vội chạy theo bóng dáng của thằng Tân. Lúc này đây, Hương mới dám lại gần cha của mình. Ông Vu cầm ly trà lên, hớp một ngụm, sau đó nhìn con gái đoạn nói. Con đời! Người... Hay... Hay con nói với cậu đi, mình tổ chức đám cưới sớm hồn đi con. Chứ chứ chả nghĩ Không sớm thì muộn Nói đến đây Ông thở dài buồn man mát Hương đặt cánh tay lên vai của cha mình im lặng Cứ thấy hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô Nhà bá hộ kiến Lúc này đang có bốn người đàn ông đang ngồi đối diện trước bộ bàn ghế đắt tiền của nhà lão Ông kiến lên tiếng giờ dạ, cũng chưa mấy ông đi về đi, công việc cứ thế mà làm. Hai người đàn ông chắc là thương lái buôn gạo đứng dậy bắt tay với lão kiến và ông Bình rồi xoay người ra về. Ông Bình quay sang lão kiến cười khổ. <cười> à, cảm ơn ông, chưa mà không có ông tôi chả biết số gạo đó phải làm sao. À, có gì đâu mà khách sao? À, thưa ông tôi về, quá trưa rồi. Ờ, à, đây ông cứ về đi, ngày mai cứ vận chuyển à, sang bên đấy nhá. Ông mình gật đầu xoay người đi, hai thằng gia nô cùng về với ông. Lão Kiến nhìn theo, bỗng chốc đôi mắt hiện ra một tia hùng áp. Ngồi xuống nhấc ly trà lên thưởng thức, ông Bình vừa đi ra khỏi cổng thì đã thấy hai bóng người, một mập, một ốm đang đi hướng ngược lại. Càng lại gần thì ông biết đó là thằng Tân và thằng Vu. Tân vừa thấy cha của mình, Tươi cười bước đến chào hỏi, còn vô nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái rồi bỏ vào bên trong. Đoạn tân hỏi ông Bình. Cấp này, đấy sao rồi chú? Có khỏe không? Ờ, à, ờ, à, nó ổn, nó đang ở nhà kia kìa. Dạ, vậy để vài bữa nữa, con sang thăm nó. Ờ, à, cảm ơn con. Vậy thôi chú về nghe, nhà còn trăm ngàn việc. Dạ, chào chú ông bình cùng hai thằng Giano nô bước nhanh trên con đường làng để đi về nhà của mình tần trở vào trong nhà vừa bước vào qua cái hàng rào bỗng dừng chú ý đến cái mỏm đất có một chút gì đó mới mới nó khác xa với những mảng đất xung quanh từ trong nhà tiếng gọi của ông kiến vang lên khiến cho tân không chú ý nữa lớn tiếng đáp lại dạ con vào ngay đây Tần bước nhanh vào trong ông bình về đến nhà ngồi trên ghế gỗ lau đi những giọt mồ hôi trên chán rót ly trà ra uống một hớp đôi mắt đìm dìm như đang tính toán điều gì đó bỗng từ bên ngoài tiếng chân đi hình hịch hình hịch ông đưa mắt nhìn ra ngoài đó thì thấy bốn năm thằng gia nô người ướt sũng đang cùng lấy đi vào bên trong đôi mắt lý có chút được buồn ông bình lên tiếng hỏi trung bày đi đâu mà ướt thế kia một thằng gia nô rụt rè đáp dạ bẩm ông chúng con theo cậu ra sông tìm thằng đa ạ Trời ơi! Tìm đâu không tìm, tìm dưới sông. Chúng mày dìu cậu đi tắm đi. Bọn gian nô liền dìu lý đi thay đồ. Ông Bình nhìn ra ngoài cổng, thấy bây giờ đây, gió đang bay lên, làm cắt bụi cũng bị quấn theo mù mịt. Ông ngắm nhìn chỉ biết thở dài, đắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Ông thò tay xuống dưới gầm bàn, lấy ra một cuốn sổ gạo mua bán, nửa năm trời qua. Đặt từng trang sách nhìn tới đâu Cũng chỉ thấy thua lỗ một màng Ông không khỏi thổn thức thở dài <laughs> Buồn ban kiểu này cô ngày cơ ngơi Để thất bại dưới tay mình thôi Lý từ phía sau của ông Nghe thấy như thế Ho lên một tiếng à, <laughs> Chà Có chuyện gì sao À Qua đây qua đây ngồi xuống còi sổ sách với cha Lý ngồi xuống bên cạnh Ông Bình lật từng trang sách Chỉ cho cậu những thứ cần thiết Để cho cậu quản lý sổ sách tiếp ông Hai cha con chăm chú coi sổ sách Từ bên ngoài có một giọng nói cất lên Hai cha con làm cái gì mà chăm chú thế Hai cha con ngẩng đầu lên xem Thì thấy đó là bà Yên Vợ thứ hai của ông Bình Sau khi mẹ quản Lý mất vài năm Ông Bình mới dám hỏi ý kiến của cậu Đấy thêm một người vợ nữa. Vài bữa trước bà Yên theo đứa con trai 3 tuổi về bên ngoại, chính là bên mẹ ruột, hôm nay mới quay trở về. Ông Bình tươi cười nói Bà về rồi đó đã, đi vào đây tôi bảo. Bà Yên tiến đến bên ghế ngồi xuống đối diện với hai cha con. Từ phía dưới bếp một đứa gia nô ảm đứa bé trong tay của bà Yên dắt đi chơi. Còn lại ba người, nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Ông Bình lên tiếng Giờ nhà mình đang lâm vào cái cảnh túng thiếu. Chắc phải cho vài đứa Zano nghỉ quá bà ơi. Nhắc đến Zano Nô lại làm cho Lý có chút buồn bã. Nhưng rồi cậu cũng gọt bỏ đi giải quyết tình cảnh trước mắt nhà mình đang lâm vào tình thế túng thiếu đã. Cậu lên tiếng. Còn nghĩ như vậy cũng được chả. Khi nào gia đình mình ổn định lại thì mướn họ lại sau. Hai người nghe vậy thì gật cù đồng ý với phương án của Lý đưa ra. Cậu lại nói tiếp. Giờ mình giữ... Nhưng mà giữ hai, Bỏ ai mới quan trọng? Ông Bình nghe vậy thì tò tay xuống lấy một quyển sổ khác ra. Ông đặt từng tờ xem xét, thấy con số giả nô hôm nay đã lên tới 35 người. Ông không khỏi bất ngờ. Đó giờ ông cũng không có xem xét quá nhiều. Việc nô này kia, ông đưa cho Đa và bà Yên quản lý nên hôm nay coi kỹ lại Thì không khỏi bất ngờ Bạn nói Giờ nhà mình giữ lại người làm ruộng Mười hai người Còn mấy đứa trong nhà chắc phải Cho nghĩ đến cả chục đứa quá Bà Yên đưa tay Đấy quyến sổ trong tay của ông Bình xem xét Bà lật tới lật đuôi Bà nhớ tên từng người Rồi nói à, lấy, lấy cho má cây viết Nghe vậy cậu vội đứng dậy đi lấy cây viết, rồi ngồi xuống chờ bà Yên nói. Giờ dạ, con ghi cho mẹ những cái tên này nhé. Dạ, bà Yên bắt đầu đọc, Lý ghi xong tờ giấy thì đưa cho cha mình, ông Bình cầm lấy xem xét, đoạn hỏi. Cái còn gì? Nó làm sao mà bà đuổi nó? Bà Yên khẽ đáp. Con gì? Nó làm cho mình cũng rất lâu, nó thường hay gắt cổng với những người mới, cái tính nó làm ăn cũng không có kỹ lưỡng, thế nên tôi liệt kê vào danh sách mới đi, đuổi đi. Còn à, mấy người này thì sao? Họ đi với mình lâu như vậy sao lại đuổi? Không lẽ họ thái độ giống con si? Bà Yên Liền Xô tay giải thích. À, không 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 không, họ đi với mình lâu thì họ cũng hiểu gia đình mình đang rơi vào tình thế như thế nào chứ. Mình chỉ cho họ nghỉ một thời gian thôi mà. Hai cho con ông Bình nghe vậy thì gật gù khen ngợi tính toán của bà Yên. Ông Bình nói. Thế giờ tôi cho con xe nghỉ luôn. Chỉ còn mấy người kia. Cho họ nghỉ một thời gian. Bà thấy vậy có được không? Bà Yên nghe vậy thì gật gù không nói gì thêm. Ông nhìn sang Lý thì cũng như thế. Ông đứng dậy tất cả những câu chuyện đấy được giải quyết sau ít phút bàn bạc cậu mặt buồn mang mát kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm qua bà yên nghe xong câu chuyện có chút buồn buồn thân thiết với đa như lý vậy mà bây giờ đây đa không thấy đâu chắc chắn lý buồn lắm mà bà thì cũng có tình cảm với đa cậu ấy giúp bà trong công việc sổ sách quản lý trong nhà bà đưa mắt nhìn ra phía ngoài cổng bấy giờ trời đã kéo mây rồng đến cả bầu trời Bên nhà của lão kiến lúc này đây, tân nằm trên giường đang lên tưởng đến khuôn mặt xinh xắn của Hương và cả nụ cười sẽ đắm lòng người của cô, khiến cho tân cười lên khúc khích. Bên ngoài, đúng lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, những hạt mưa nhẹ tanh rơi xuống đột bộp, lột bộp và rồi cơn mưa ngày càng một nặng hạt rồi trên mái nhà. Kèm theo đó là cơn gió thổi mạnh tới, khiến cho hai cánh cửa lớn nhà bá hộ kiến không ngừng đập mạnh hai thằng gia nô nhanh chân chạy ra kéo cánh cửa lại hai thằng hì hục một lúc mới kéo được một bên cửa do cơn gió lớn thổi vào khiến hai thằng phải dùng hết sức còn một bên nữa thì hai thằng dùng sức kéo bỗng nhiên đôi mắt của thằng chú ý đến một bóng đang ngồi ngoài màn mưa bóng người kia quá xa khiến hai thằng không thấy rõ đó là ai một thằng nói Ô hay Ơ Bị cái gì Mà ngồi ngoài mưa ấy nhỉ Thằng kia đáp Kệ mẹ nó đi Mày không đóng cửa nhanh Lão kiến cho ăn đòn bây giờ Hai thằng đại dùng sức mà kéo cánh cửa Không biết cánh cửa nặng quá Hay do chúng nó không thể kéo được dù chỉ một chút Cũng có thể là hai thằng đã dùng sức kéo cánh cửa bên kia Khi hai thằng đưa mắt nhìn lại Thì thấy bóng người kia đã đến gần hơn một thằng nói Mẹ, nó có phép hay sao mà mau thích vậy? Mới đó, đã tới gần đây Ôi kệ đi mày ơi, kéo cửa kia kìa Hai thằng đứng thả lỏng một cánh tay Sau đó bắt đầu dùng sức kéo mạnh cánh cửa một lần nữa Nhung dù một chút cũng không thể kéo xê dịch được Bỗng dừng hai thằng có cảm giác phía sau lành lạnh Như có ai đó phà một hơi lạnh đẽo vào ngày sau gáy vậy hai thằng đồng loạt quay đầu lại. Nhìn thì đúng như chết trần tại chỗ, một khuôn mặt đầy máu đang áp sát vào mặt chúng nó. Cả hai ngã quỵ xuống đất, đất đùi về sau khi đã bò tới trong nhà cảm giác nghe đó vịn lại, bắt buộc phải quay đầu lại nhìn. Khi này, chẳng thấy người kia đâu mà chỉ thấy một cây dao. Từ trong cuống họng vươn ra, máu từ cây rào rỉ xuống, phát ra tiếng bóc bóc Hai thằng mặt mày cắt không còn giọt máu Còn người như muốn đọt ra bên ngoài Từ trên trời một tia sét Rạch ngang cái bầu trời đêm Một thằng miệng mất máy Mày, 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 mày có thấy, 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 thấy không? Thằng còn lại gật cù từ vết sau chuyển đến tiếng quát tháo của thằng vô Hai cái thằng kia Mưa gió mày không nóng cửa lại để tạp vào nhà thế à? Hai thằng nghe thấy thế thì đứng vắt dậy. Cúi đầu dạ vâng một tiếng chạy ra ngoài kéo cánh cửa lại. Dù hai thằng sợ ma sợ quỷ thật đấy. Nhưng mà vẫn tốt hơn cái con quỷ sống kia. Kéo cánh cửa trong tâm thế lo sợ. Nó sợ rằng khi mà hai người kéo lại gặp cảnh tượng ban nãy. Và không như hai thằng nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa nhẹ nhàng được hai thằng kéo lại. ầm một tiếng cánh cửa được đóng nhẹ nhõm Thằng vô bước tới, nhìn mặt hai thằng cây tái nhợt, đoàn hỏi. Làm gì? Mai chẳng trước mày, hoàng sợ thế hả? Một thằng định kể lại sự việc, nó liền bị thằng còn lại ngăn cản. Nó nói... Dạ, dạ, không, không có gì đâu cậu. Tại tại cánh cửa bị gió thổi, hơi nặng thôi. <laughs> Hắn chắp tay sau lưng, ngay ngang bước đi, bỏ mặc hai thằng ở đấy. Hai thằng gian lô núp này đây, ngăn thằng kia lại nói... Mày, mày ấy, mà kể, chả khác nào, tao với mày, nhớ lại cái chuyện hồi trước, bị đuổi không biết chừng. Thằng kia cười chờ, bỗng dừng từ phía sau, một cơn gió khiến hai thằng giận cả gai ốc khét cả lên. Hai thằng vội chạy xuống dưới sàn bếp, tiếp đến là chỗ mấy bà cô đang tụ ba tụ bảy nhặt rau. Hai thằng tỏ vẻ thần thần bí bí, thêm mắm dặm muối, kể lại cái sự việc ban nãy. Mấy người phụ nữ ôm chầm lấy nhau run rẩy, còn mấy người đàn ông thì không tin. Hai thằng thấy mấy người kia không tin thì chẳng buồn kể nữa, xoay người bước đến bên đống rơm, được trải sẵn một tấm chiếu mỏng manh, mỏng đến đáng thương nằm xuống. Sau khi nghe hai thằng kia kể chuyện, chỉ có nương là tỏ ra sợ sệt với những gì hai thằng đã nhìn thấy. Nó tìm một góc khuất nào đó dựa vào vách run rẩy vì sợ. Nó bây giờ đây dám chắc nhà báo hộ kiến có mà, vì nó cũng đã từng trông thấy một bóng trắng trên kia lý. Bên ngoài trời cứ mưa lớn dần lớn dần, gió lớn thổi xì xà xì xào qua kẽ lá. Bọn ếch nhái, ảnh ương cũng cứ thế mà hò nhau, thi nhau ra ngoài để mà tắm mưa. Ông phù ngồi trước bàn trà, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Ông ngồi nhâm nhi tách trà nóng tính toán sự việc. Bỗng đôi mắt của ông nhòe đi, vì hai hàng nước mắt đang chảy xuống gò má của ông. Ông nhớ lại khung cảnh vài năm trước, nơi mà gia đình của ông gặp biến cố khi mà con trai lớn là Đăng đang đi trên phố huyện gấp gáp trở về khi hay tin mẹ sắp mất. Anh chạy trên con đường làng, ngay khúc chợ vô tình đụng trúng cái lão bá hộ khiến. Nó đã cầu xin tất cả, nhưng... Nhưng rồi lão kiến cứ mặc kệ Dùng cái cây chọt mù một con mắt rồi đánh cho gãy cả hàm răng. Đằng không kịp trở về, nhìn mặt mẹ lần quý Ông phu hay tin thì vô cùng tức giận, nhưng mà thấp cổ bé họng. Thì làm sao có thể chống đỡ lại bá hộ tàn ác kia? Kể từ sau đợt ấy đang bỏ đi không một lời từ biệt, khiến cho ông phu ngày nhớ đêm mong con trai trở về. Cũng từng ấy thời gian, chẳng biết giờ đây con trai ông thế nào nữa, còn sống hay đã chết. Cha, Cha sao thế Tiếng của Hương gọi Đôi ông ra khỏi dòng suy nghĩ Đặt đi trà xuống ông nhìn con gái cười Ờ Trà nhớ Ảnh trai con Tiếng thở dài của ông Phu Nghe sao mà não nề quá Ông đứng dậy bước qua bên mâm cơm Hương đã dọn sẵn Hương không nói gì chỉ im lặng Bước theo cha Hai cha con ăn cơm mà trong lòng ai nấy cũng dấy lên những suy nghĩ riêng của mình, chẳng thể nói với ai. Sau khi cầm nước xong rồi, ông Phu bước qua bên bàn trà, nhìn ra ngoài làn mưa càng lúc càng lớn. Những cơn gió thổi mạnh vào bên trong khiến cho ông Phu dùng mình một cái. Bỗng ông thấy một bóng người cao giáo đang đứng dưới bụi tre. Ông bước ra ngoài cửa nhìn cho rõ xem đó là ai. Cơn mưa quá lớn, cứ tuôn xuống xối xả, làm ông không rõ Bỗng từ phía sau tiếng gọi của Hương vang lên Cha Cha xem gì vậy Ông Phu quay mặt lại đáp Cha thấy có bóng người Giống anh con lắm Hương nghe vậy thì chạy vội ra đó Ngó nghiêng xung quanh Nhưng chỉ có mưa và mưa Không có bóng dáng của ai Hỏi ông Phu Cha có ai đâu cha Ông Phu ngó đầu nhìn ra ngoài Thì đúng là chẳng có ai Hương nhìn khuôn mặt của cha mình đang có chút thất vọng Đoạn nói Chắc cha nhớ anh quá Nên cha nhìn nhầm đó thôi Nói đoạn Ông thất thể đi vào trong buồng Hương nhìn cha mà thở dài Cô đã quá quen thuộc với sự việc này Lúc nào cha cô cũng nhớ đến những việc hồi xưa Rồi buồn buồn Bất giác rơi nước mắt Cơn mưa cuối cùng Cũng tạnh dần Tạnh dần đến khi trời tối hẳn cơn mưa cũng tạnh hẳn bên nhà báo hồ kiến xảy ra một chuyện rúng động khi mà con nương treo cổ lủm lặng trên gốc kể lý ai nhìn thấy đều bàng hoàng bọn gia nô đứng bên dưới không ngừng chỉ trỏ bàn tán cho tới khi lão kiến bước ra thì chúng nó mới im bặt lão kiến nghe bọn gia nô thông báo con nương đã treo cổ chết lão mới tức tốc chạy ra ngoài đây giữa đêm khuya lão nhìn cái xác với đôi mắt toàn lòng trắng thì hỏi Chúng mày có biết vì sao nó tự tử không? Cả đám zano lắc đầu ngoài nguậy, tỏ ra không biết. Lão Kiến nhíu mày nói. Hạ cái xác của nó đi. Hai thằng zano bước đến, leo lên trên cây, tháo cái xác của nương xuống. Chúng nó vừa đặt cái xác xuống, thì đột nhiên từ miệng cái xác ập ra cái thứ máu màu đen đặc, chảy ồ ồ sang hai bên mép. Từ thứ máu đó phát ra cái mùi tanh đến lợm giọng, bọn Zano liền né sang, chỉ có lão kiến mặt vẫn lạnh như tiền Không một chút động tĩnh Lão quan sát cái xác rồi ra lệnh chôn đi Ai hỏi Bảo nó chôn theo chay Bọn dân nô nghe lời của lão kiến thì tức tốc Hai thằng bước tới khiến cái xác của nó đem ra ngoài đường làng Còn lại đám dân nô Thì hì hục Rửa cái chỗ khi nãy xác ọc máu ra Bọn dân nô khiêng cái xác để ngay bụi tre lớn ngoài đường rồi xoay người bỏ vào trong tìm cuốc xẻng ra đào hố. Nhưng khi quay trở lại thì cái xác đã biến đi đầu mất, không còn một chút dấu tích. Chúng nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi dần đền, từng luồng gió thổi nhẹ nhẹ qua tán tre, phát ra những tiếng kéo cà kéo kẹt, nghe đến sợ cả người. Không hiểu vì sao âm thanh ấy bây giờ đây, dù nó quen thuộc nhưng nó quá mà mị. Bốn thằng nhó nhắc nhìn nhau rồi chạy vào trong nhà để bấm báo với lão kiến tiếng gõ cửa dồn dập khiến lão bực dọc bởi vì lão đang chuẩn bị đi ngủ mẹ chúng mày cái gì đây bọn giàn Nô thút thít nói ông ông ơi ông ơi cái xác con nương biến mất rồi ông ơi lão kiến nghe đến đây thì ngồi bật dậy vội chạy ra mở cửa phòng cái gì cái gì mất ta bốn thằng gia nô liền quỳ sụp xuống một thằng rụt rè nói chú, chú, chú còn đem cái xác ra ngoài Chú con quay vào Đi ra mất rồi ông ạ Lão ngồi suy nghĩ hồi lâu Rồi cười lên cảnh cạch Khiến cho bọn Giano nhìn nhau chẳng biết chuyện gì đang xảy ra Chúng mày Đi ngủ đi Ngày mai bà về Ông kêu chúng mày đem tiền Sang nhà con lương Biết chưa Dứt lời lão xoay người bước vào bên trong Đóng sầm cửa lại Bọn gia nô chẳng hiểu chuyện gì và cũng chẳng hiểu lão đang suy tính cái gì. Một đêm chẳng yên bình là mấy diễn ra. Đến sáng hôm sau, ngoài cổng nhà đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của bà cả, bà hai và bá hộ kiến. Chuyện là lão kiến thấy công việc ổn định, liền cho hai vợ con về nhà ngoại chơi. Hôm nay là ngày hai bà quay trở về. Bà cả cười nói... <cười> về bên đấy sao rồi? Dạ, cũng bình thường chị cả. Hai bà cứ thế, mà nói nói cười cười với nhau, nhưng xem ra cũng chẳng ưa nhau là mấy. Từ phía bên trong lão kiến chậm chậm bước vào, thấy lão hai bà cung kính. <laughs> Mình, tôi về rồi đây này, vừa mới về, sổ mệt quá. Hai bà bước đến mỗi người một bên, dìu lão ngồi xuống ghế, lão lên tiếng. Sớm giờ cái bọn già nô, có nói gì với hai bà chưa? Hai bà hoài nghi nhìn chồng, bà cả hỏi. Ờ, à, nói cái gì? Chúng tôi vừa mới về đến, biết gì đâu. Còn nương, nó treo cổ chết từ hôm qua rồi đấy. Ôi, ôi dồi ôi, à, à, ông nói cái gì? Bà hai ngạc nhiên, lão kiến nhấc ly trà uống một ngụm rồi nói. Bà, tối hôm qua, nó tự tử ngay góc cái ly ấy thế thật thế? thế thế sao mà như thế sao nó lại đại treo cổ lão kiến lắc đầu tỏ ý không biết hồi lâu ông lên tiếng hai bà đưa tiền cho bọn gia đình đem sang nhà cho nó đi dặn chúng nó là con nương bỏ trốn nghe chưa bà hai dạ vâng một tiếng xoay người đưa tiền cho bọn gia nô lão kiến nhầm nhì tách trà trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì lão đứng dậy đi ra ngoài cửa kêu hai thằng Giano đi theo. Bên nhà ông Bình Đốc này đây, ai làm công việc người nấy, chỉ có lý là do la tin tức của đa. Nhưng rồi nhận lại, chỉ là những cái lắc đầu không hay không biết. Anh ngồi trước nhà nhìn cha mình. Ông phù đội cái nón cùng với cô con gái dạo bước vào bên trong. Ông Bình đứng dậy chào đón hai cha con. Ở hai cha con đi đầu sớm thế này, mà qua đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ông phù cười đáp. <laughs> Hai cho con tôi ạ có tí chuyện thưa với ông. Ông bình xua tay rót một tách trà bảo. Ờ, à, chuyện gì thì cứ uống trà đi rồi tính. Nào, mời ông. Ông Phu cầm ly trà hớp một ngụm, bỏ xuống thấp. Ờ, à, chuyện là như thế này. Cấp này cậu Vu cứ qua muốn lấy con gái tôi làm vợ, nhưng mà tôi có hôn ước với nhà ông, nhân tiện đây tôi muốn xin ông cho hai đứa lấy nhau sống hơn dự tính có được không? Ông Bình trầm ngâm một lúc, nhìn qua khuôn mặt của Lý và Hương, mềm cười nói em. Được chưa? Nếu được thì chúng ta chọn ngày lành, cho hai đứa chúng nó lấy nhau đi. Ê, được vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, thì từ bên ngoài một thằng gia nô chạy sầm sọc tới, khuôn mặt tái nhợt, kề sát tai ông Bình mà nói ông ơi ông xe gạo xe gạo nhà mình bị cướp bị cướp rồi ông ơi ông mình đập tay xuống bàn giật mình thon thót cái gì bị cướp à vâng, vâng vâng con đưa xe đến gần chỗ giao hàng thì thì bị cướp sạch ông ơi ông mình ngồi sụp xuống coi mà thẫn thờ muốn khóc cũng không ra nước mắt tất cả tài sản đời này dồn vô cái số gạo ấy bây giờ đây đã mất trắng Bốn năm người chỉ biết nhìn ông Bình mà buồn theo Hồi lâu đấy lên tiếng Chà Cho lên quan huyện Báo quan xem xét như thế nào Ông Bình lắc đầu đáp Quản huyện Cũng chỉ là cái danh U danh vô thực Mất rồi Mất hết rồi Ông Phù cũng lên tiếng Ông ơi Mình cứ thử đi xem May được thì sao Ông Bình cắn răng gật đầu một cái Ông đứng dậy không nói gì đi vào trong phòng Ông vô nhìn ra ngoài cũng độ quá chưa, Nói Tôi à, Tôi với con Hương về Chắc chuyện cưới xin lại phải bỏ sang một bên Cậu cậu nhớ ăn ủi đấy Tôi tôi về nhá Hai cha con ông Phu Lấy cái nón rồi xoay người bước ra ngoài cổng làng Lấy nhìn theo thở dài Đi vào bên trong Tại một ngôi nhà cũ kỹ Hai người thanh niên đang tranh luận về điều gì đó Một người thanh niên bị mù một con mắt Tại sao? Mày giết nó hả Tân? Và người còn lại không ai khác chính là Tân Cậu ba nhà bá kiến Tân lên tiếng <laughs> Mày bình tĩnh đi Chuyện đâu vẫn còn có đó mà Mày có biết đây là một mạng người không? <laughs> Tao biết. Nhưng mà... <laughs> Khi đó khó nói lắm. Nhưng mà tại sao mày giết nó? Tao với mày đã thỏa thuận. Chỉ báo thủ nhà báo hộ kiến thôi mà. Người thanh niên chỉ ngón tay xuống cái xác của nương đang nằm đó. Khuôn mặt tím tái, hai con mắt mở trừng trừng toàn lòng trắng. Nhìn đến phát khiếp cả lên. Tân im lặng hồi lâu đáp. Bây giờ ta muốn giết từng người, từng người trong gia đình lão. Hắn nghiến rằng nghiến lợi, ánh mắt như chất chứa một núi thù hận. Người thanh niên cũng hạ giọng. Bây giờ cái xác phải làm sao? <laughs> Đem đi luyện ngải đồng trinh. Người thanh niên trố mắt nhìn. Không được, không được. Như vậy khác nào tao với mày? Là những con quỷ độ lốt người. Tần quắc mắt, Ánh mắt nhìn người thanh niên nhàn nhạt, nhạt nói Mày không làm Thì tao làm Nghe vậy người thanh niên hậm hực bỏ ra ngoài Với tay lấy cái nón đội lên Che xuống kín cả mặt mình Bước ra ngoài đường làng không có xoay mặt lại Nhìn Tân định làm gì tiếp theo Tân bước tới đóng cửa nhà hoang Rồi xoay người đến gần cái xác của nương Đang nằm dưới đất Hắn ngồi xuống rút từ trong đưng quần ra một con dao sắc bánh Để trên đỉnh đầu của cái xác Dùng sức phập một tiếng. Một tiếng thôi, con dao cắm thẳng vào đỉnh đầu. Rồi hắn cứ từ từ mà lọc thẳng cái lớp da bên ngoài ra. Một dòng máu đen xì xì, kèm với mùi tanh thối không chịu được, rỉ ra từ vết cắt. Hắn kéo con dao một đường từ đỉnh đầu đến miệng cái xác. Trên miệng, hắn để lộ ra một nét cười đầy sự tàn nhẫn của một kẻ giết người không chớp mắt. Sau khi rạch con dao một đường, hắn cởi văng chiếc áo mỏng tăng của cái xác ra. Độ xà cái yếm có phần ngực phập phồng hắn lấy một một cái, dùng con dao cắm phập vào phần cổ cái xác. Một dòng máu đen đặc nhiều hơn chảy ồ ồ ra. Xong, hắn đặt con dao lên cái xác, còn con dao từ từ hắn đưa vào con mắt còn lại. Mắc ra một con người đầy máu, kèm với những dây thần kinh cũng được lôi ra theo. Hắn cầm con mắt trên tay, một tay cầm con dao. Hắn bỏ con mắt đầy máu vào trong túi, bắt đầu lấy con dao tách cái lớp da của người chết. Cho tới khi cái lớp da hoàn toàn được lắp ra một cách hoàn chỉnh hiện ra trước mắt của hắn. Hắn cầm cái lớp da trên tay, cười lên cảnh khạch cảnh khạch. Bây giờ, hắn chẳng khác gì. Một con quỷ đội đốt người. Bây giờ đây, trời bên ngoài cũng đã đổ về chiều. Thằng vu cùng hai người zano chẳng biết sao chúng nó lại tấp vào nhà của ông Pu. Ba thằng đứng cách ngôi nhà không xa, chúng nó đưa mắt nhìn xung quanh coi thử ông Pu đâu, nhưng rồi chẳng thấy bóng dáng của ông Pu, chỉ có Hương đang ngồi chải tóc trong nhà. Thằng Vu nhìn Hương với mắt đầy sự thèm thuồng với cơ thể của cô. Quay sang hai thằng Zano thủ thủy bên tay, hai thằng Zano bất giác nhớ lại lúc thằng đã bị giết, làm cho hai thằng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Thằng Tiêu rụt rè nói. Cậu, cậu ơi, C con giết nó không cậu? Tao kêu làm, làm đi. Nhớ, đi đường sau đấy. Nghe thấy thằng Vũ nói với giọng điệu khó chịu, hai thằng không dám nói thêm gì nữa. Phận con dâu cái kiến, trổ bảo làm sao, thì phải làm như vậy, còn hơn bị ăn đòn, bị bỏ đói. Hai thằng mon men đến gần căn nhà, Hương đang mải mê chải tóc, thướt tha, chẳng có chú ý gì đến hiểm nguy đang cận kề đến. Bỗng từ phía sau một cánh tay chụp lấy miệng của cô, không cho cô la hết kèm theo một giọng nói. Im đi! Tiếp theo đó là một cú chặt ngay gáy khiến cô ngất lịm đi. Thằng Tiêu liền sốc nách cơ thể của cô vắt lên trên vai, rồi chạy theo bên con đường vác cô. Bấy giờ đây, người làm ruộng bắt đầu về hết rồi, bóng dáng của một người cũng không có. Chỉ có những tiếng dế kêu lên xin giết. Hai thằng Giano cõng hương chạy như bay trên con đường ruộng, Sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy bọn chúng đang làm điều ác Hai thằng chạy không biết mệt cho tới khi dừng lại Đã đứng sau vườn nhà lão kiến Khi ngẩng lên thì nhìn bầu trời cũng đã nhập nhạt tối Chúng nó như lạc vào trong một không gian khác Xung quanh quang cảnh tối om khiến chúng nó phải nói là u ám và lạnh người Đôi lúc còn có tiếng con cú ở đâu đó kêu lên nghe thật rợn người Hai thằng nuốt nước, nước bọt nhìn nhau Rồi chậm rãi tiến vào trong khu vườn Tiếng bước chân dẫm lên lá cây khô Khiến cho quang cảnh Càng thêm như bị bóp nghẹt đi vậy Thật là cảm đốc Càng đáng sợ Đây đã là lần thứ hai Chúng nó bước vào trong khu vườn này Lần thứ nhất vào trong khu vườn Khi đó là đang bắt thằng Đa về đây Và bây giờ đây một lần nữa trở lại với khung cảnh rờn rợn của ngày hôm trước. Hai thằng đi nhanh về hướng sau nhà, từ phía trong nhà chúng nó đã thấy thằng Vu đang đứng đợi sẵn. Vừa thấy hai thằng Zano vác hương trên vai, hắn lộ ra một nét cười đê tiện. Hai thằng Zano gật đầu nhẹ một cái, rồi bước đi nhanh vào trong phòng của Vu. Trên đường đi không có gặp một bất cứ ai. Hai thằng cơ thế thuận lợi đi vào bên trong phòng của Vu. Hai thằng đặt hương nằm trên giường rồi quay lại nhìn Vu phía sau, Hắn nói Tốt Tốt lắm Chú mày ra người vậy Đóng cửa lại Mai cậu tưởng cho nhớ Hai thằng dạ vâng một tiếng Bước ra ngoài quá chặt cánh cửa phòng lại Thằng vu nhìn thân thể đang nằm im của Hương Đôi mắt không khác gì một con hổ rình mồi Hắn cởi phăng chiếc áo đang mặc Bước lại gần Hương Với thân hình đồ sộ của mình Hắn lần mò cơ thể của cô cho tới khi tay vừa mới bắt đầu cởi được chiếc áo màu xanh mỏng tang của cô. Một bờ ngực phập phồng lộ ra trước cặp mắt của hắn, hắn lộ ra nét cười, gục đầu xuống bờ ngực phập phồng của cô mà hít tí hít để. Không biết từ đâu, một luồng gió lạnh thổi thốc vào bên trong, khiến cho hắn chợt dùng mình. Hắn quay vắt ra đằng sau nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối đang sắp bao trùm cả căn phòng này hắn tạc lưỡi Đoạn quay lại Định làm tiếp cái chuyện đồi bại của mình Thì một khuôn mặt Dường như vừa lướt ngang qua cửa sổ Hắn giật mình nhìn qua bên đó Nhưng rồi Chẳng có gì hết Nghĩ rằng mình nhìn nhầm Hắn quay lại Thì khi này đây khuôn mặt của Hương bỗng dừng Biến thành một khuôn mặt đầy máu hiện lên nhìn chầm chầm hắn ta Làm cho hắn ta giật mình sợ hãi lùi về sau Khuôn mặt ấy không ai khác Chính là của Đa Hắn quỳ sụp xuống mếu máu cầu xin ừ, Tha ta, ta, ta cho tao Tha cho tao Tao ta, ta không cố ý Một giọng cười lanh lành phát ra từ cuống họng của Đa Mày Mày giết tao Mày giết tao rồi Mày nói mày không cố ý Vu liên tục đắc đầu. Không, 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 không. tao ta, khi đó, tao không biết gì hết. Tao, tao ta, không biết gì hết. Hắn liền đứng bật dậy, muốn bỏ chạy khỏi khung cảnh quái dị này, chạy nhanh về cánh cửa phòng. Nhưng bây giờ đây, cánh cửa phòng như bị ai đó giữ chặn lại, làm cho hắn không thể nào kéo ra được. Bóng hình của đa bay đà đà trên đất tiến gần đến hắn hơn, đưa cánh tay mờ mờ ảo ảo, tốn lấy cổ quán, rồi dơ lên cao. Thân hình đồ sộ của vu chỉ bị đa dùng một cánh tay đưa lên. Miệng của hắn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể ú ớ được vài tiếng. Bị bóp, đến dường như nghẹt thở, muốn chết đi. Bỗng, một tia sét xé tạc bầu trời quang, đóe lên. Hình bóng của đa dần dần biến mất theo các luồng sáng của tia sét đó. Vù được buông ra một cách thình lình, không kịp chống đỡ, vô tình té đập đầu xuống sàn, đụng trúng một cục gạch được đặt ngay bên dưới. Tại một phát, máu bắn già, loang lổ thành một vũng đốn. Một bóng người đội nón che kín khuôn mặt, mở cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong, bước qua thân thể mập mạp của thằng Vu, tiến đến chỗ của Hương, vội đỡ cô lên vai, vác nhanh ra ngoài. Bấy giờ đây, quân viên nhà báo hộ kiến chỉ là một màn đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Không một bóng người qua kể lại sau cái chết của Nương và bọn gia nô còn nghe bốn thằng trong vụ chôn xác Nương kể lại rằng không ai dám đi qua cái chỗ ấy bởi vì chết mất xác. Bóng người kia vác hương trên vai, chạy nhanh ra ngoài cửa nhà. Bên ngoài có hai thằng gia nô đang đứng im bất động, chúng nó giống như một pho tự đá vậy. Bóng người kia bước ngang qua trước mặt chúng nó, rồi gia tăng tốc độ, chạy nhanh đi. Khi bóng người khuất dần khuất dần, thì hai thằng gia nô mới sực tỉnh. Hai thằng tỉnh dậy, nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, vội vã kéo cánh cửa lại. Màn đêm buông xuống, không kéo nhanh thì gia đình lão kiến thấy chỉ có thể ăn đòn mà thôi. Gài chốt cửa cẩn thận, xong rồi chúng nó quay trở về phòng bếp mà không để ý. Phòng của vu mở toàn hoác, còn cả cái thân thể của hắn đang nằm trên vũng máu. Và có lẽ phòng của vu khuất ra ánh sáng và bóng tối đang bao trùm lấy từ bên trong. Bóng người vác hương trên vài đi trên con đường làng, bỗng từ phía ra ra, có ba bóng người đi dưới ánh đèn đuốc phát sáng, anh ta vội núp vào trong một gốc cây lớn. Khi mà bóng người đi gần tới gốc cây, anh ta đang núp, thì Hương trên vai lúc này cũng tỉnh dậy. Cô mệt mỏi chưa quan sát rõ, thì hét đanh cầu cứu, vùng vẫy trên vai của người xa lạ kia. Anh ta vội bỏ cô xuống, rồi bịt miệng cô lại. Tiếng là hét, làm cho ba bóng người phải chú ý. Lão Kiến với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm trên đời của mình. Này sinh nghi ngờ, lão quay sang một thằng gia nô ra lệnh, đến đằng trước xem thế nào, Thằng Gia Nô gật đầu một cái, cầm ngọn đuốc tiến nhanh về nơi phát ra tiếng là hét. Cho tới khi đi đến bên gốc kẻ lớn mà Hương cùng với một người đang trốn, thằng Gia Nô thủ thế bước nhanh đến từ đằng sau gốc cây. Nhưng chẳng có bóng người nào hết. Nó lào bầu. Mẹ kiếp! Cô biết chó hay mèo? Nó dạy người chạy nhanh về chỗ của lão bá kiến lẩm bẩm. Xong rồi ba người đi nhanh trên con đường làng. Hai bóng người núp sau một bụi tre lớn, không dám thở mạnh. Cho tới khi Lão báo hộ kiến đi xa mới dám bước ra Hương quay sang nhìn người kia trách móc Anh Sao anh đi mà không một lời từ biệt Hả Cô ôm trầm lấy người thanh niên Và người đó không ai khác Chính là Đăng Người con trai của ông Phu Đã bảo đềm ông nhùng nhớ Bây giờ đây anh đã trở về Đăng đẩy nhẹ cơ thể em gái mình ra Đưa tay lau đi hai dòng nước mắt trên khuôn mặt cô Khẽ nói Nín đi, anh về đây rồi. Không sao đâu. Đi, đi về gặp cha. Hai anh em bước đi trên con đường làng, vừa đi vừa trò chuyện những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu và thời gian anh của cô bỏ nhà đi biệt tích. Ông Phu sau khi thấy con gái không có ở nhà đi tìm khắp nơi không thấy, ông đã huy động rất nhiều người cùng ông đi tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy tâm tích của cô đâu. Đến khi về nhà, ông thấy Hương đang ở trong nhà cùng với một người thanh niên. Ông nhìn người thanh niên trước mặt hoài nghi, đoàn người sau lưng cũng như thế. Chẳng biết người thanh niên này là ai mà cứ thần thần bí bí. Hường đưa ánh mắt nhìn mọi người có thấy hơi xa lạ. Cô vội quay mặt nhìn Đăng thì mới nhớ là chưa cởi cái nón xuống. Hường đưa tay kéo cái nón xuống. Nón vừa kéo lộ ra khuôn mặt khiến ông phu nhùng nhớ bấy lâu này. Ông ôm chầm lấy con mình mà khóc giống cả lên. Nước mắt của người cha già nhớ con Bây giờ đây, thống khổ cứ thế mà rơi xuống, rơi xuống từng giọt, trên nền đất ẩm ướt. Đoàn người cũng mừng thay cho gia đình của cô, nói những lời chia vui. Hường cảm ơn dối rít rồi tiễn đoàn người ra về, bởi vì bây giờ đây trời đã quá khuya. Ba người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, rất lâu, cho tới độ nửa khuya. Đăng đem ra một cái hũ chứa vòng hồn của Đa, để ra trước mặt, lầm dầm cái thứ ngôn ngữ khó hiểu gì đấy, đột nhiên cả ngôi nhà có một cơn gió kỳ bí kéo đến dần dần xuất hiện một bóng người dưới ánh đèn dầu le lói ông phu nhìn người này có chút quen mặt ông sợ hãi bởi vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một hồn ma nhưng rồi nghe con trai giải thích thì ông mới bớt sợ phần nào ông suy nghĩ vài giây rồi nói mày mẹ là thằng đa phải không cậu lý tỉ mày quá trời quá đất Giọng của Đa như phát ra từ một nơi xa xăm lắm đáp lại. Con... Con chết rồi. Còn đâu? Ông phù bất ngờ. Ông cứ trợn mắt nhìn Đa với mắt đầy dẫy sự hoài nghi đằng vội lên tiếng. Nó chết rồi chả? Dạ. Nó cũng chính là thằng vô giết đó. Ông phù khẽ nghiến rằng nghiến lợi dần mạnh tay xuống cái bàn trà khiến cho cây đèn dầu lật đổ lật nghiêng, trở lại ngôi nhà không gian vốn dĩ của nó tối đèn như mập. Tại ngôi nhà của lão kiến bây giờ đây, căn phòng của bà hai bấy giờ đột nhiên có giọng nói thì thà thì thào bên tay, khiến cho bà hai không hiểu chuyện gì. Đồm cồm ngồi dậy, bà đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt thấy không có gì, bà lại đắp chăn định bụng ngủ tiếp. Nhắm mắt được giây lát, bà lại nghe tiếng gọi của một người nào đó. Bà ngồi bật dậy, nheo nheo cái đôi mắt nhìn cho kỹ đứa nào vừa gọi nhưng bên ngoài chẳng có một bóng người bà lầu bà lầu bầu Mà hẹn nó chứ giờ rồi đứa nào cứ chọc bà bà mà biết bà cho chúng mày biết tay đấy xoay người lại khi bà vừa xoay người lại một khuôn mặt gớm liếc đang trợn đôi mắt toàn lòng đen nhìn chằm chằm về bà bà hai sợ hãi toan bỏ chạy vừa chạy ra ngoài thì cánh cửa đã giống như bị ai đóng chặt vậy. Bà la hết cầu cứu, dùng tay giật giật cửa, nhưng không sao có thể giật ra được. <laughs> Chạy đi! Chạy đi! Bà thấy không mở được cánh cửa, xoay mặt lại quỳ mọp xuống mếu máu cầu xin. Người kia nghiến rằng tức giận Gầm lên <laughs> Sao lúc tao cầu xin mày Mày không tha cho tao Tôi, tôi, tôi đâu có biết, tôi đâu có biết gì đâu Tha cho tôi, tha cho tôi Một cánh tay nâng khuôn mặt bà hai lên Khuôn mặt bà hai lúc này cắt không còn giọt máu Người kia nhẹ cái miệng cười với bà một nụ cười đầy dẫy sự chết chóc một bàn tay với năm cái móng dài đâm phập vào cổ họng của bà hai một cột máu bắn thẳng ra dính vườn vãi trên khuôn mặt đầy ma quái bà hai khọt kẹt lên vài tiếng từ từ ngã xuống vũng máu chết tươi đôi mắt của bà trợn lên bởi vì bà chết một cái chết không cam tâm bóng người ma quái kia dần dần biến mất sau đó bên phòng của tân lúc này đây hắn chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người khuôn mặt đen kình kịt đôi mắt đỏ ngầu ngầu Trước mắt hắn ta là một cái thao máu đang phản chiếu hình ảnh của bà hai đã bị giết. Thấy bà hai gục xuống, hắn ta cười lên như điên như dại. Đột nhiên, hắn trợn đôi mắt đền trắng rã. Hắn lại bừng cả thao máu lên miệng mà uống ừng ực ừng ực. Xong, hắn ném mạnh cái thao xuống một bên. Sau đó hắn bắt đầu bắt pháp, niệm khẩu quyết thần chú. Một làn khói đen xuất hiện ngay trước mắt của hắn ta. Hắn ta vừa lấy cái lớp da người đã đặt trên bàn ném mạnh vào trong luồng khói đen. Vài giây sau, một người lập tức xuất hiện, nhưng chỉ là một hình hài chắp vá không nhìn rõ khuôn mặt. Hắn đưa vào trong túi, đôi ra một con mắt. Hắn đã móc từ xác chết của nương, ném mạnh vào cái bên thi hài chắp vá kia. Đôi mắt như biết, và nó tìm đường bay thẳng vào, khai cái hốc mắt ra người kia. Nhìn thấy như thế thì hắn cười lên khoái chí khảnh khạch, khảnh khạch. Bên ngoài bỗng có cơn mưa đột ngột kéo đến. Từ phía nhà của ông Phu, Đằng đang chạy như bay về phía nhà của lão bá hộ kiến sau khi thấy một đường gói đen xuất hiện. Cậu lầm bầm trong miệng, mình nó làm vậy Thì giết cả nhà lão rồi Mà kệ dù trời mưa Cậu vẫn chạy như bay Từ phía đằng xa xa Có vài chục bóng người đang đi đến Ông Bình và Lý dẫn đầu Phía sau còn có cả quan huyện Và vài chục thằng binh lính Đằng và đoàn người gặp nhau Giữa cái trời nhá nhem Và cơn mưa to Chẳng ai có thể nhìn rõ mặt ai Trời đổ căng mưa càng đúc càng khiến cho người ta khó chịu Đăng và đoàn người đứng cách nhau độ khoảng 5 mét mà phải chờ xét đánh ngang mặt mới có thể nhìn rõ mặt nhau. Ông Bình thấy bóng dáng lên tiếng. Ai đó? Khuya thế này, mưa thế này còn đi đâu đó? Đăng nghe hỏi thì trả lời. Dạ, bác Bình. Ờ, ừ, ông Bình, con Đăng. Đăng nhà ông Vu. Một tia xét đánh xuống một tiếng ầm ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả đoàn người mới nhìn rõ mặt nhau. Ông Bình bước đến, hỏi. Trời ơi! Thằng Đăng! Thằng Đăng! Mày về rồi! Mày đi bao nhiêu năm qua, mày đi đâu thế con? Cuối cùng cũng về rồi. Dạ, con... con đi học về. Mà thôi, qua nhà ông Kiến. Ông Kiến ông ơi, có chuyện rồi. Dứt lời đoàn người dưới tia sét chớp tắt, đi về hướng của nhà lão Kiến. Khi đoàn người đi tới, qua hai cánh cổng chính đã được mở toang hoác. Đang đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy hướng đi vào nhà trong rừng sâu, hình như đang có một bóng người. Đằng sau căn nhà đó có một con đường, cậu đưa tay bấm tính toán rồi tính tốc độ chạy thật nhanh. Từ phía trong căn nhà của Lão Kiến đang phát ra cái mùi tanh nồng của máu nồng nặc rất khó chịu. Quan huyện mới về nhận chức, vội vàng ra lệnh cho bọn binh đánh chạy vào trong kiểm tra. Khi vào trục thằng chia nhau đi từng phòng dò xét, cánh cửa vừa được mở ra thì chúng nó đồng thanh hét toán cả lên. chúng nó vội lui ra ngoài phía sau, run rẩy nhìn vào trong căn phòng. khi bây giờ đây ở trong căn phòng xác chết toàn bộ là người nhà của lão kiến nằm sấp dưới đất, trợn mắt nhìn ra cánh cửa. khi bọn bình lính bước vào thì thấy một cảnh tượng quá là phát khiếp. quản hiện chậm chậm bước tới, nhìn qua từng căn phòng, từng cái xác nằm y như nhau, không ngừng lắc đầu. ông bình cũng có chút sợ hãi bởi cái hiện trạng của xác chết bọn binh lính bắt đầu kéo những cái xác ra ngoài gian chính vài chục bọn gia nô cùng với người nhà của lão kiến đều chết y như nhau chỉ có cái xác chết cổ vô là có chút khác biệt bởi bể đầu chảy máu đến chết còn tất cả những cái xác còn lại đều chết bị đâm móng tay vào cổ họng quan huyện quan sát một hồi lâu không suy nghĩ ra được thứ gì có thể dùng móng tay giết chết người như vậy hết đứng lại ngồi lại thở dài xuống lóc đầu suy nghĩ về những cái chết đây là lần đầu tiên ông gặp những kiểu chết kỳ lạ như vậy ông bình nhìn xung quanh toàn bộ các xác chết chỉ thiếu duy nhất một người đó chính là tân ông bước đến quan thủ thị vào tay ông ơi vẫn còn uh, vẫn còn một người là thằng tân thằng tân con của của cái bà 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 vợ lẽ ấy Quan huyện gật đầu ra lệnh cho bọn binh lính tìm kiếm những người còn lại trong nhà. Nhưng tìm kiếm hết tất cả những căn phòng, ra cả sau vườn cũng không thấy bóng dáng của tần đầu. Lúc này đang từ chính điện bước vào với đôi mắt buồn buồn. Vừa bước vào nhìn những cái xác trong đó có cả xác của lão kiến mà cậu rất căm thù nhất đã chết. Hiện tại, lão ta cũng chết giúp cậu bớt đi cái phần nào thù hận. Cậu đứng nhìn quan huyện nói... Bây giờ hắn không phải là con người, không tìm được hắn đâu. Đang chỉ ngón tay qua bờ rào của nhà lão bá kiến nói. Bên đó là xác chết của đa. Lý đứng một bên nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài đấy. Cậu cũng mất đi phương hướng chẳng biết chỗ nào. Quan huyện cùng với Đăng chậm rãi bước ra, Đăng chỉ ngón tay xuống một cái chỗ, rồi nói chỗ đó. Quan huyện đền ra lệnh cho bọn lính đảo lên, Đăng lại chỉ quan huyện tìm đến cái thi thể của Nương nằm trong căn nhà hoang cứ như thế, đoàn người chạy tới chạy lui, tìm hết những cái xác chết trên đường làng. Trong khu rừng hoang vu, Tần ngồi dưới tán cây lớn, hắn nhớ lại khoảng thời gian 12 năm về trước. Lúc ấy, hắn mới có 12 tuổi. Buổi tối hôm đó, hắn giật mình đi tiểu, đang đi ra ngoài sau hè tiểu. Bất giác, hắn thấy hai bóng người một nam một nữ, đang lôi cái thứ gì đó như là thi thể người. Hắn nhào đôi mắt, nhìn kỹ thì thấy đó là cha của mình, là bác hộ kiến, và bà hai đang nồi thứ gì đó cả hai ra sức cầm con dao đâm vào người nằm dưới đất đến chết rồi chôn cất người kia tại một cái hố ở ngay góc kề lý hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy mà lòng căm phẫn lại dâng lên hắn cười lên như điên như dại rồi đứng lên <laughs> mẹ con trả thù được trâu mẹ rồi nhà lão chết hết rồi nhà lão chết hết rồi mẹ nói đoạn hắn đứng dậy xoay người dùng cái hình hài không còn nguyên vẹn đi sâu vào trong rừng chỉ còn phảng vất vài tiếng cú kêu lên đầu đó người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của hắn ta Dường như sự trả thù của hắn Đã thành hiện thực Nhưng hắn cũng chẳng còn là hắn Hắn đã biến thành một con quỷ độ đốt người Và cũng phát điên phát cùng Trong chính căn rừng sâu ấy Vâng thưa quý vị, chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây. Đêm đã về khuya, chúc quý vị có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết câu chuyện. Trước khi tắt máy hãy tròn xin một like, một comment bên dưới để kênh có thể phát triển hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.